Tao nói luôn này, kẻ ông Trọng bây giờ gặp tao thích va không? Thằng nào hỏi ông Trọng vào đây. Hỏi thoải Thế mái. trong cái giới giang hồ mạng thì em thấy ai là anh hùng? Trong giới giang hồ mạng á, giang hồ mạng nó có hai kiểu, một là mạng theo kiểu là lên mạng như anh chửi, hay là mạng theo kiểu là hack lick các thứ anh. Nên mạng như bọn anh tranh cùng tranh bá này, nhưng mà hack click thì tính gì? Hack click là tiểu nhân, cái hack Xóa lịch người ta luôn thì đấy gọi là mafia internet, nó chuẩn sang luôn nha anh. oh. Bây giờ mình nói người ta có mất lịch đâu, người ta chửi, người ta mình xóa lịch người ta đi thì mất lịch của người ta không thể hỏi Mình chửi đến mức mà còn nick cái đéo dám dùng, nó mới là nhục. vẫn Thế dùng. là Là Tuấn giang hồ nhiều mạng sách phết nhở, đằng thì sau đấy. anh cũng dùng. anh Em anh có đọc khác, sách không anh Sơn? em có đọc không hả Tuấn? Anh có đọc không? Em đọc hết rồi mà. Anh không. Để anh đọc thì em tặng anh một quyển. Anh Phong cũng đọc mà, anh Phong cũng đọc quyển sách em tặng. Thôi, em đừng nhắc thằng Phong. Em đừng nhắc cái thằng thằng Phong ối Em và anh, đó là anh của em và là bạn của anh Sơn thì vẫn phải nhắc chứ anh. Em nói Tuấn Làm này. sao mà Này. làm anh em nói này, làm sao mà anh có cái quyền mà anh không chơi với ai là bắt em như thế anh, đúng không? Kẻ thù của kẻ thù là bạn, mà mày chơi với cả thằng Phong, mày chơi với cả tao, mà tao và Phong chỉ còn thiếu cái nước là gặp nhau đâm. Mày thế là hai mang gián điệp. Anh Sơn, anh Sơn anh còn chơi với anh Phong không? Có Thế thì ai biết như nào? Thế anh Sơn là gì của anh hả? Anh là anh không, Sơn. nhưng anh không nhắc Phong trước mặt thằng Đúng. Khánh, kiểu anh biết Đúng thằng Khánh nó rồi. có mối thù thâm hận, em bảo Em chưa biết, em chưa biết. Thì Thằng anh phải Phong giải chỉ thích với có em ngày đi. xưa Đúng rồi, nó Tuấn nó chưa được biết. 30 Anh là gì ạ? Phong ngày xưa nó lừa anh 30 triệu năm 29. Lừa như nào anh? Nó dụ dỗ anh tặng quà cho nó. Anh Thế Hà là vào. anh ngu chứ Anh Hà vào hơn 100 triệu tặng cho nó 2 năm con rồng, mà con rồng chịu hơn con. rồi tặng rồi thôi, mình quá khứ qua rồi anh ạ. Nói là cái mình muốn mà anh được không, không đối bạn với anh trong quá khứ, tại vì lúc đấy đó chính xác là gì anh muốn mà. Không phải, nhưng mà bây giờ em đừng có nhắc cái thằng Phong trước mặt anh nhé. Thôi được, bây giờ Khánh nó giải thích rồi thì lần sau không nhắc nhở anh nhở. Mà vừa đấy Nói nhá, tiếp các bạn. vừa nãy anh đi chơi với cái bạn anh sinh ấy, là thằng Phong còn dùng nick giả và nó đóng quà với kia anh thua. Thế Tiểu đi nhân giả sao anh biết được? nó như Sao anh biết được? này, anh em bạn 100% 10 người 9 người bảo Phong Thế anh nhá. đặt tên Hoàng Phong à? Tên tên là Không, gì anh mời? cầm nick có 4 follow thôi, nhưng mà bọn nó bảo là đấy là nick để mà Phong dùng vì là nó sao dính chính tranh mà nó ấy, để em chửi nó à? Không, không đến mức như thế Điên đâu. nhỉ, đéo ai thế, Ai thế đúng anh? vợ đéo Em ai đi bảo tặng gái vừa đi mày. đấy Anh anh em chứng đi kiến tặng gái tôi thì thế. anh em chứng kiến tôi chơi với cả Minh Ánh vừa đấy. Anh em nào bạn nào Hoàng Phong thì anh bấm chữ ok ấy. Hai bên bấm. Anh em bảo là Hoàng Phong mà. Đúng rồi, khi mà anh đã ghét ai rồi thì cái gì xấu là anh cho hết, Hoàng đúng Phong không? đấy cũng tổn thất. Em ạ. À, anh đi khách à, anh đi Phong là chuẩn bị làm quả MV cái Khánh á, Khánh có xem không? Em biết Thì tí mày có nha. xem chia sẻ cho anh không? Mà em biết tí nha mà. Anh với thằng Phong ngày trước cãi nhau rồi mà em hàn gắn còn gì nữa, kêu cái gì. Đấy thì từ ngày bọn anh chơi với nhau mà chưa chưa kiểu gọi là có với nhau quả MV nào đó. Tuấn Mà không kiểu là sau từng này cãi mà nhau khi Phong không lần muốn chưa? chơi nữa nó còn có chuyện để nói, em hiểu không? Tuấn là từng cãi nhau với Phong rồi chưa? Anh bảo gì cơ? Em từng cãi nhau với Phong rồi chưa? Em cãi nhau với ai bao giờ đâu, anh xem là từ trước đến giờ tất cả những anh em mà chơi em chưa có cãi nhau với ai. Khả năng em mới chơi thôi, nhưng mà nếu mà tầm bọn chơi tựa lửa năm mới không chơi Không, tí thực ra thì nếu mà có gia đình rồi thì chơi với Hoàng Phong được. đúng Ngày rồi. xưa anh với nó chửi nhau là vì cái con bé đấy nó đéo ăn, Khánh hiểu không? Thì anh ăn thì lúc đấy là xong rồi nó mới cay, hiểu chưa? Chẳng lẽ bây giờ mày nó không ăn thì anh lại mời nó ăn à? Nó đéo ăn thì mình ăn như sao? Thế Mà là cũng nó là chịu. người trả tiền đi ăn, Khánh hiểu không? Thế là Nên hôm đấy là con bé đấy nó có một đứa chị, thì anh với con chị nó là ăn nhau, xong cái con em với thằng Phong là cặp nhau. Thế thì hôm đấy bốn đứa mới đi ăn, thì ăn xong thì về anh phang con chị luôn. Thế anh mới hỏi thằng Phong là mày không phang con em à? Thằng Phong bảo thôi bạn ơi mới quen mà, thì anh phang luôn. Thì nó cay, hiểu chưa? Thì mới chửi nhau. Có mẹ là gói gọn trong cái câu là vì nờ đổ bát canh chua mà anh em xa hệ mà thua cái nờ đây. Đấy đúng rồi. Thì sau này nó có vợ con rồi, hai thằng có gia đình rồi thì lại khác. Không, nhưng thằng Phong bây giờ em khẳng định là vẫn đi trịnh dạo. Khẳng Điều định. đấy anh không biết. Em khẳng định luôn cái mặt thế vẫn vẫn đi trịnh dạo rồi. Biết Đừng bao giờ thằng Phong dám nói là một chung thủy một vợ chồng, cái loại đấy không đi na điếm bên ngoài mà rồi. lạ. Bạn đâu vợ có đẹp nhất thế giới thì 3 tháng là chán đấy nhỉ, 3 tháng là chán. Không, nhưng mà Khánh phải hiểu này, bây giờ cái việc mà để gọi là nó không gửi gắm quà cho em cay nó được, nhưng mà em nói động chạm đến gia đình mà nó nghe được ấy, là nó phang em đấy anh thật, À, em đừng có sợ ai đỡ được quá. đâu.
lúc đấy anh... kể cả Phạm Tuấn là em của em, anh là bạn, à, anh là anh của em cũng không đỡ được đâu nếu nó phang em ấy. Anh nhờ em này, anh cũng liên lạc với Mạnh Phong vì anh cũng chưa bao để cái liên lạc ở trong đầu cả. Em bảo là nếu mà nó tức anh hay là nó hờn dối anh hay là nó muốn gặp anh thì em nên cho anh cái địa chỉ của nó gặp nhau. Em biết quả kèo Tùng Dương còn không đáp gặp anh thì làm sao mà không có cửa em. Vẫn biết cái vụ Tùng Dương. Hoàng Phong đấy chơi lối khác mày đéo rồi em. Kiểu đấy, nói chung là chung không lên, ví dụ như là em cũng lời khuyên của anh Sơn cũng đúng anh ạ. Ví dụ như là anh không, à? Không nên. Anh có cái okay, vấn đề hàng ngoài không nhắc đến việc chém gái bây giờ nó cũng có gia đình rồi. Mày nhắc quá khứ thì được. Còn hiện tại nó đang vợ chồng đang hạnh phúc vì mình nhắc thế nó cùn lên là nó phang mày đấy. Nó tìm đến nhà nó cùng phúc rồi. Lúc ấy lại quên anh Sơn, anh bảo Hoàng Phong câu nó căng quá tìm cẩu với em rồi là lúc đấy muộn rồi. Này, lúc ấy em mới bảo là ôi anh Sơn ơi, anh gọi cho bố mẹ Hoàng Phong mang xác nó về. Nhắn xác. Anh ạ, đến địa bàn của em chỉ có là bố mẹ nó đi lượm không cửa. Thằng đấy nó nhìn nó cư sinh, nó vẹo gì đâu mà. Nó không phải là văn võ song toàn. Phạm Tuấn chỉ là văn thôi chứ không phải võ, không có võ. Khánh mới là văn võ song toàn này này. Tuấn ạ. Mày đánh ai bao giờ chưa? Anh mới là văn võ song toàn này, Tuấn ạ. Mày đánh ai bao giờ chưa? Anh Sơn này. Em cũng chứ, cũng không văn võ em bình thường mà anh. Nghe nhá, anh, nếu mà Tuấn mà đã từng nghiên cứu binh pháp quân tử ấy, chưa đánh mà thắng nó mới là thắng lợi hoàn toàn, chứ còn đánh mà hai bên đều tổn thương ấy, thì thế mà mày bảo võ thế thì mày cũng đang đánh mõm thì đừng có mồm. Anh em nói này, anh phải nghe em nói này, nhưng mà thắng để làm gì và để được gì cơ, thắng được cái gì cơ nó quan trọng, nhưng mà thắng để mình hoa thì bình thường, thắng phải được cái gì cơ, hay là thua để được cái gì cơ, quan trọng là mình phải được cái gì ạ, nó quan trọng. Thắng quan trọng thì nó có uy tín, người thua thì người mất uy tín. Không phải cái không phải uy tín, đấy là cái tự mình tạo ra thôi. Khánh đang hiểu nhầm. Thực ra ấy, giới bọn anh, ví dụ như anh với Phạm Tuấn bây giờ nhá, không phải là vì bọn anh ngại va chạm về võ vẽ hay các thứ, mà là bọn anh phải có mục tiêu, phải hiểu không? Là va xong bọn anh được gì, kiểu thế, thì bọn anh mới làm. Còn va xong chỉ để oai, để thể hiện trên mạng thì va không đéo gì. Không làm cái cảm xúc, ví dụ mình phải va phải được cái gì cơ, phải được đúng rồi. Giá trị đấy mà được, còn mình không làm không có giá trị thì bọn anh mới... Nếu một thằng nó xúc phạm mình, thì nó lại hẹn mình va thì mình không va. Không anh, không va. Mình phải chọn đối thủ để va chứ, đâu phải ai mình va đâu. Anh nhìn con đại bàng nhá. Bay lên trời khi chim sỏ ấy. Khi chim sẻ nó mổ vào đầu nó ấy. Đại bàng có làm gì đâu, đại bàng độc bay cao lên thôi. Chim sẻ thì chết phải áp lực mà anh. Va phải chọn người va chứ đâu phải ai cũng va anh. Chọn đối thủ đi. Phải xứng tầm chứ anh. Thế thằng Hoàng Phong có xứng tầm anh không? Thì anh cái đấy thì em không đánh giá được. Hai người là hai trường phái khác nhau. Hai thế giới khác nhau. Không tại vì cái thằng Hoàng Phong anh là trong giới, anh là trong giới giang hồ mãng. Còn anh Phong chỉ live stream là hai giới khác nhau thì sẽ va nhau làm gì anh, mà va nhau thì quả nói lại nó hợp lý. Hôm đầu tiên nó gặp anh nó hổ nào đấy, định nói để định là Innova với Cộng hòa Séc. Xong này khi mà nó nổ ra anh cũng nóng à. Đây anh nói với Tuấn này, lúc ấy anh là ở trên thành phố Lào Cai, nó lại thách anh là mày dám quay để chị không, ý là nó lại nghĩ anh như ngày xưa. Căng luôn, nó bảo tí em đàn em tôi đến thế này em làm đây đâu. Khác là Khánh nhầm, Khánh khác. Không, bây giờ anh, đây là em phân tích cho anh dễ hiểu nha. Bây giờ nó không như câu chuyện mà chỉ hẹn nhau ra đánh nhau như ngày xưa nữa. Bây giờ ví dụ như hẹn nhau đánh nhau ra nó còn như nào nữa cơ. Đánh xong còn như nào nữa cơ. Nó nhiều vấn đề lắm. Chứ ông chỉ mỗi là đánh nhau không? Thì chung, mày có đúng tiền để loại không nữa cơ. Nó nhiều vấn đề lắm. Này, để mà vì danh dự ấy, thì bọn anh ấy cũng như kéo với cây, thua thì chung. Thế thôi. Thua thì đi thù. Nó không như cái thời đâm ngày xưa nữa, bây giờ không phải thời kỳ đau ngứa nữa, nó không phải như thế. Thắng thua thì áo trắng mà thắng thì áo sọc, hiểu chưa? Thế thôi. Nó không thời ngày xưa nữa, bây giờ tự ăn đi tù đấy anh. Ừ, xã hội trong xã hội luôn luôn nó vẫn tồn tại cái đấy mà em. Nó hết rồi. Anh thấy bao nhiêu đại ca rồi, người chính tôi. Thế em cứ đi vào trong trại đi, em đi thăm người tù đi xem trại nó đã hết vậy hết phạm nhân chưa? Không, ví dụ banh em bảo ngày xưa đi tù thì toàn anh không. Bây giờ đi tù thì toàn người. Cái anh phải cái anh đi hỏi là anh biết mà. Trại không mà trại không có thiếu phạm nhân đấy mà, trong đời sống ấy đóng thùng xốp này rồi là này các kiểu không bao thiếu em ạ. Xã hội nó song hành mặt trái mặt phải của em. Em là người bình tĩnh thì em có thể nói là không đánh nhau nhưng mà cái người nó không bình tĩnh được ấy. Đúng không? Quan trọng là xong rồi như nào thì phải nghĩ hậu quả đấy. Xong thì như nào thì mình là người nghĩ hậu quả, nhưng cái thằng nó đang chơi đá thôi, hoặc là cái thằng nó tính nó nóng thì hậu quả cái gì em?
Bây giờ thắng thắng thì lấy số, thua thì bán sới, thế thôi. Ngày xưa còn đánh nhau còn lấy số để kiếm tiền được, nhưng bây giờ thì không, bây giờ đi tù nhanh lắm, nhanh hơn trước. Ngày xưa nó là thời kỳ đau búa cơ mới dùng cái đấy. Bây giờ thì thành là anh nhìn tất cả là các xã hội bây giờ. Em ơi, thời nào cũng thế, có quy vấn đề phân nhau bình thường. Em bây giờ nếu em không có quy nhá, em đéo bao giờ làm ăn được. Như B em muốn mở một cái bar hợp pháp đúng không? Rõ ràng đăng ký thuế với nhà nước và xin cấp phép rồi. Nếu em là người không có quy ở cái địa phương đấy nhá, đi mẹ nó phá. Cứ ngày hôm nay nó đập cái cốc, đúng không? Ngày hôm nay nó đập cái cốc, ngày mai nó lại xô đổ cái bàn. Khách nào dám đến nếu không có uy. Anh mà nếu có uy, em nhầm này. Còn nếu có uy ấy, thì em phải dựng uy từ lúc em còn trẻ. Địt mẹ em không va chạm, em không đâm chém thì lấy đâu mà nó tôn trọng em. Không, người ta tôn trọng người có tiền mà anh, chứ đâu quan trọng xã hội. Nói câu tôn trọng người tiền, đéo mà chuẩn. Thế thằng Phong có tiền anh có tôn trọng ở đâu? Không, anh đang phải trong giới kinh doanh. Anh đang nói ba là kinh doanh. Mà, em nói thế là sai, em nhờ, trong xã hội nó có đè phân nhau hết, đè phân đè phân. Người ta tôn trọng người có tiền, người ta tôn trọng những người nhiều cổ phần nhất. Nhưng mà em có tin là cái thằng mà bây giờ có tiền lại đéo có uy, lại đéo có uy để mở ba. Bây giờ một thằng có tiền nhưng mà đéo uy để mở ba phải nhờ đến thằng xã hội để nó can thiệp vào, nó bảo kê. Nhờ, nó gọi là anh em cùng trao đổi nhau mục đích có lợi thôi. Thế thì em lại bảo là xã hội không đè phân đè phân. Bây giờ ví dụ như một thằng nó vào ba nó uống rượu say chỉ. Nó vẫn còn rất là ít đấy. Nó không kiểu như vậy nữa. Một thằng nó vào ba nó uống rượu say chỉ, nó đánh đòi đánh khách, nhà nó quậy loạn hay không đánh nó à? Không đánh mặt nó à? Đánh xong một kết quả như nào nó quan trọng lắm anh. Nó nhiều vấn đề lắm. Kết quả như nào thì mày vào ba tao mày phá thì không cho mày nằm xuống thì sao? Kết quả sau cùng đánh xong như nào nó cơ? Anh hiểu chưa? Ừ, thế thì cứ tính kết quả thì nó rất là oai. Là đập cái bàn rất là oai, nhưng xong một kết quả như nào nó là vấn đề làm sao rất là nhiều chứ. Thế thì bây giờ nhá, bây giờ anh chỉ hỏi Tuấn này, em nói sao anh nói, em đừng nhảy mà. Thế nó vừa mới làm cái cốc, nó đánh khách của mình mà nhân viên an ninh của bà, em ngay như đợi quả công an đến nó đánh sao? Anh nói thì rất là ít khi xảy ra. Ít làm sao được, em say sưa rồi biết thế nào được. Bây giờ ít xảy ra lắm, ở Bắc Linh làm gì có đâu anh. Này, thế thì anh lại kể em này, đúng hôm khai trương cái bà Bắc Linh, đội anh đánh nhau với đội cháu nhà chúng chọc đấy, nó lại kể luôn. Của anh thẳng căng đá này, đội nhà Khánh nhà Dũng Trọng nha, nằm như chó ngã vớ gặp. Không mà anh em đi cùng anh, không phải anh thì anh đúng không? Không, em đi cùng đúng phải... không? Đây em kể cho anh chơi đi này. Mà, đúng không? Bây giờ không nói ba nào nha, không nói tên ba nào nhé. Đừng nói tên ba nào ảnh hưởng nhà ta nhé. Hôm đi khai trương các bạn. Đừng nói tên ba nào. Như đấy đánh nhau ở ngoài mà, chứ ở trong đâu, đúng không? Ở sân ba mà ngày khai trương thì khác gì nhổ mặt người ta đâu em. À, ở ngoài thì không nói, trong thì ít lắm. Thì đánh nhau sân ba đấy em, kể cả đánh nhau cửa ba luôn em, đánh nhau cổng luôn. Sau anh khởi với cả anh chỉnh đi đúng không anh? Đoạn đấy á, đúng không? Phải không đấy không? Trong xã hội nó nhiều kiểu lắm rồi. Chứ em mình cứ nghĩ thôi. Mình nghĩ bình thường em... là bình thường anh, không cần nặng nề quá đâu. Em lại cứ ngồi em lại tính là được gì và mất gì thì mẹ ba trời em ạ. Vì sao nó sinh ra? Tốt thì đấy là rủi ro của mình đi. Vì sao ấy? Mà nó sinh ra những người anh, những người em và những người lính chuyên thịt nhau, tức là tay đao, tay pha. Và những thằng nó chuyên ở nhà nó ủ mưu, thằng nó cầm quấy, thằng nó cầm trương, nó khác nhau. Ví dụ thằng cầm trương nó chỉ ngồi nhà điều khiển thôi, còn thằng đại ca ra việc cho em hút ong ve, còn thằng tay đao tay pha đi thịt người khác nhau, mỗi công đoạn khác nhau chứ. Tuấn mở châu quỷ với tươi trắng à? Mình mở anh gì mấy cái mà? Em là đi ba mà em nghe anh nói đã. Chủ kinh nghiệm thì đang cũng đang đi theo thôi. Anh cũng nghe em đang nghe anh Khánh nói một tí. Không, nói chung là nếu mà để kinh doanh ở ngoài đời thì nó cũng gặp những cái chuyện đấy thật. Đúng rồi. Nó cũng có gọi là gây gổ, gọi là phá đám là một số vùng thôi, nó hạn chế lắm. Bây giờ nó hạn chế trước rồi, ngày trước cũng nhiều. Mà cái thời điểm hiện tại thì nó ít lắm. Nó có nhưng mà nó ít. Bây giờ thì nó khác, bây giờ là pháp luật người ta làm ăn. Bây giờ mà bây giờ nó căng lắm anh ạ, nó không như ngày trước. Hello, thương Khánh ngày xưa cũng tẩm nhau à? Ngoài phết nhỉ, biết đánh rồi. Em chưa đánh nhau phát nào luôn. Em nói nhau nhiều luôn. Là cũng đúng là văn võ song toàn rồi. Văn võ song toàn, uy tín luôn đấy. Uy tín đấy, mới đây nhau, đầu 2023 đây. Đầu năm 2023 đánh đội nhà cháu trong chọc bên Mỹ Đình, nhưng cái thằng sáng con ở Thanh Hóa là cho sức mồm. Phải nó biết. Mình đi với anh em vào ba xong mình đi ra ngoài trước để chuẩn bị đi về. Thằng nó quay to cao 1m7 nó đấm vào gái mình. Quạnh mới chẳng. Thế là mày bị đấm như đi đi. Mày bị đấm như. Anh hiểu là khi em đi ra ngoài trước em đi một mình, em có biết là nó đi ấy, nó cũng tan tầm, nó cũng đi về thì nó đi theo sau lưng mình. 4-5 thằng to cao mấy mới cả mét 70 nó. Nó đánh trước rồi sau đi đánh lại. Loại coi như này cơ, nó đứng cạnh mình, có cái đứa chụp ảnh cho mình, nó đang chụp ảnh mình, nó rất lịch sự, nó đứng cho chụp ảnh xong rồi nó mới đấm vào mình vào. Có ông anh em nó đi trong bàn chạy ra thì như con chó. Đội đấy bị đánh luôn à? Đánh xuống nhá, làm xuống ngựa như này nhá, sút phát cầm này, lúc cầm lên này, về đéo ăn cơm được mấy ngày rồi.
Ấy có thằng sáng con ở Bỉm Sơn là nó làm ý định như đâu. Xong là hỏi ta câu chuyện, nó bảo là ngày xưa chịu chú thú chọc với nó. Này kẻ bước ông chọc bây giờ gặp tao thích va không? Thằng nào hỏi ông chọc bảo đây. Chẳng qua là tao thôi rồi, tao không muốn gì thôi đi không. Đoạn đầu này anh thấy đúng đấy. Đoạn sau này anh Hà sau thì em nghe thôi, không vừa anh điểm đúng nghe này. Anh Hà đi chơi với anh trong Sài Gòn, anh Hà đại ca Bắc Linh không nói biển danh nhá. Anh bảo là ca ấy, mắt nó lại giết thằng giang hồ khác. Anh Hà nó phải nhận xét là như thế, và anh Hà chết ngủ. Anh Hà Bắc Linh cũng là em, nói câu đấy. Anh Hà thì em là người hiểu anh nhất, anh nhất, cho nên em sẽ hiểu gì anh nói. Anh Hà phải nói cái câu đấy này biết rồi. Anh không xuống đường thì thôi, nhưng anh xuống là nó phải ra gì, tôi định bảo là em là duy nhất, anh chưa từng nói ra cái đấy bao giờ. Ôi, nói chung là anh nghĩ là bây giờ như này này, Khánh này. Thực chất ra thì ngày xưa mà để gọi là đánh bóng cái tên tuổi của em để nhiều người biết trên mạng xã hội ấy, thì em làm những cái việc nó gọi là ok, chửi mắng người này người kia chú này chú kia. Này, em chỉ nói chơi cắt lời này. Tùng đại ca Sơn A nó chửi chú Hải, đâu đó nó trốn trong nhà nó chửi chú Hải được hơn một năm, xong bị phát hiện ra vị trí phát hỏng luôn, xin lỗi khẩn cấp. Rồi quá nhiều thằng lên mạng cứ chửi người kia, như cái 7 năm nay xin lỗi chưa. Chỉ có là như này này, sáng chửi, chiều khen, tối xin lỗi, xong lại sáng mai lại chửi, kiểu là vần ấy, vần như vần chó. Thì giờ nói chung là nhắc chiều khen, tối lại xin lỗi. Nhắc đến Khánh thì cũng nhiều người biết rồi. Rồi biết đến em rồi. Nên hạn chế cái đấy. Đúng rồi, nên là giờ để cho các chú cũng lớn tuổi rồi. Mình nhắc nhiều khi nghiệp nó không đến là vật lý, nghiệp đến là căn bệnh như anh đang bị đấy. Ừ, thì anh là như này Tuấn này, anh mới chấp nhận là anh bệnh bây giờ. Giờ là trời. Có tên tuổi rồi thì kiếm tiền thôi anh ạ, chứ không anh chấp nhận là anh chỉ có trời hại thôi chứ người đéo hại được anh. Trời sao hại được mình anh? Hiểu chưa? Anh chỉ có trời hại, ý trời anh mới bị bệnh thôi, nhưng chưa thằng giang hồ nào làm gì anh. Mà cứ bảo là khởi không ra đường. Tuấn biết năm 2023 anh làm ăn ở Bắc Linh khắp các ba rồi là quán xá, thằng nào đến chưa? Thằng nào đến phá quán chưa? Rồi là cuối năm vừa rồi ở Hà Nội 3-4 tháng này, thằng nào đến ở đoạn khu chợ Long Biên này, suốt ngày ở lêu hêu đấy này, các ông cứ nói nó tanh lắm không ạ. Mà các ông đánh tôi đánh giả, như ông làm như là ông ăn tôi luôn này. Tôi là trẻ con cho các ông ngồi đánh à? Các ông đánh tôi đánh giả anh. Đúng không? Tôi trẻ con ngồi cho ông đánh à? Tôi trẻ con ngồi giáo à? Nhưng anh cái thủ chỗ bán nhiều nó nguy hiểm lắm ạ. Anh điện tử ấy, Tuấn ạ, anh có chân bị điện tử mà. Mày nhìn như này, không nhìn tay anh này mới biết là chân bị điện tử nào. Nhưng bây giờ anh phải thật Khánh nhá. Đấy là mày nhìn kể những cái trường hợp mà để thời gian vừa đây mày sống ở ngoài mày vẫn được bình an. Nhưng bây giờ mày đang muốn, ý anh hỏi mày đang muốn là mày ra ngoài được hẳn hoi và lúc nào cũng bình an như thế không? Không, Khánh ra ngoài lúc nào cũng đi các em đi cùng, nhưng vấn đề là mình làm sao? Tao không biết các em hay không? Tao đang bảo là mày muốn gọi là bây giờ mày ra ngoài mày được bình an, nhưng thời gian mình không bình an nữa anh. Mình ra ngoài bình thường, mình đi một mình cũng phải bình thường một mình anh, và đi giao lưu tất cả các chú các bác anh em ngoài xã hội bình thường. Ấy anh có đi một mình mà lúc cần đấy nhá. Anh Khánh chỉ hiểu anh Sơn, tức là như này, ví dụ anh đang chửi một số người nhá, khi không may trong một bàn tiệc anh gặp họ chẳng hạn, nó bị nó thấy nó vừa không, nó không sợ nhá, em không nói sợ nhá, nhưng nó có một tí gì đấy nó làm mình mất thoải mái, mất bình an đi, đấy chính là mất bình an. Đúng rồi đấy, ý anh đang muốn đề cập là như vậy. Thì để mày phải thay đổi, như hiện tại là mày chỉ lên thế như nào thôi. Nó lại quay vào cái câu chuyện là đánh nhau ba đấy, động vào phát tôi lại nằm xuống. Đấy, đó, để đánh nhau không quan trọng. Còn ý Tuấn là bây giờ là sống làm sao để cho ra ngoài người ta tôn trọng mà người ta không nhìn thấy mình ánh mắt như viên đạn đúng không? Cũng không hẳn như thế, mà quan trọng mình không quan trọng. Nhưng bây giờ chẳng hạn như thế này đi, bây giờ nói như thế này đi, ví dụ anh với Tuấn bây giờ nhá, thích bây giờ hai anh em anh đang trên live, hai anh em anh gặp nhau ngoài quán bia ngay bây giờ luôn và đọc địa chỉ trên mạng cho mọi người thấy luôn. Vui vẻ đúng không? Bây giờ tao mày gặp nhau đi, mày dám ra không? Tao chỉ cần sâu quán thôi, hiểu chưa? Quán đấy liền hot rồi. Nói thế. Uy tín này. 2 tiếng sau có mặt nhà anh Sơn, đưa 2 triệu taxi đây. Không, ta làm ví dụ thế, không phải là gặp ngay bây giờ. Ví dụ nha. Tôi thông báo tất cả là giang hồ là đang thù tôi này. Ông Sơn chuyển tôi 2 triệu, tôi 2 tiếng sau có mặt tại khu nhà anh Sơn, anh Sơn nộ để chỉ luôn. Thế này. Thế thành ra anh Sơn lại gây nghiệp, anh hiểu chưa? Nó không hợp lý. Ra công an đấy. Lại cui tại ông Sơn chuyển nó 2 triệu, ông Sơn đầu têu, mẹ tao lại dính án nữa. Ví dụ anh đang kể như thế này, ví dụ như là tổ chức về giáo cộng đồng.
Ví dụ như ngày mai anh với Tuấn là muốn tổ chức sinh nhật cho con Tuấn chẳng hạn. Tuấn mời sinh nhật đúng không? Thì em đến đấy, mời em đến thì em đến giao lưu cùng anh em vui vẻ đấy. Anh Tuấn là muốn như thế, đó. Sinh nhật con Tuấn này là sinh nhật Tuấn, em chắc chắn không đến, đến gặp thằng Hoàng Phong không đến đâu. Đấy, thấy chưa? Mày cũng muốn được là ra đường ấy, gặp ai cũng được và anh em giao lưu bình thường không? Không, chưa chắc cản trở mình đấy ạ. Tức là gặp thằng Hoàng Phong là gặp nó em chỉ sợ em đi ở tù thôi. Gặp nó chỉ muốn đi tù thôi mà. Chứ còn ý là không cùng đẳng cấp, không ngồi với nó được, anh hiểu chưa? Chứ không phải sợ thằng Hoàng Phong. Ý là mình phải ngồi tất cả mọi người, không phải ai đẳng cấp hay không. Ủa, anh Thế Tuấn này, thế em thấy là đám em vẫn ngồi thế mới là hay ạ. Em nhá. Ngồi được đấy mới là hay. Đám ma mẹ anh cũng về một mình. Đám ma anh thắng anh cũng về một mình, anh sợ ai không? Nói chung có rất nhiều tình huống đám ma của nhà của em thì toàn các anh em ấy rồi, ai đánh nhau với anh? Mày lên nhà tao làm quầy này. Nó cũng giống như cái câu chuyện của Tuấn ấy, chẳng lẽ bây giờ mày lên đây để cho mày bị đánh à? Mày ngu ấy. Ví của anh Sơn ý là ví dụ mình đi ra đọc địa chỉ thoải mái, ngồi thoải mái, chứ anh là thấy thành nào anh là thấy thì các loại anh đến đấy và thách thức người ta đấy. Đúng rồi, hiểu này. Nghe nhá. Cũng như câu chuyện của tí mình nó kể, nó bảo là những cái thằng mà rẻ tiền ấy đi sang ca mẹ đéo bao giờ cần người bảo vệ, nhưng mà tiến bịp sang ca mẹ nó phải 8 người bảo vệ sợ bị bắt cóc. Em phải hiểu là thế vì sao? Thế bây giờ Putin hay là Tập Cận Bình hay là Joe Biden nó đi nước ngoài nó đi một mình hả em? Nó phải có người bảo vệ chứ. Tức là hello. Anh là người có giá trị em chứ. Là không biên thủ quốc gia. Thế thì thằng đại ca nào mà đi đâu chả có đàn em đi theo để bảo vệ. Không phải bảo vệ đâu, đi cùng nhau thôi. Đại ca chuẩn bảo vệ anh. Em nhầm, đi cùng nhau thôi. Em nhầm. Con người nó có giá trị thì nó mới cần người bảo vệ. Loại mà trên răng dây bình xăng nhưng vứt ra đường đéo thèm để ý. Khánh nó nói đang không trùng sóng với anh em mình. Không phải, nói chung là kiểu như là một đại loại là anh Khánh đang đi theo hướng cảm xúc một chút chứ không liên quan tới lý. Anh đang nói theo hướng giang hồ. Mình phải nói lý. Đang nói theo hướng giang hồ. người giang hồ ấy, đi ra ngoài chơi lúc nào phải có anh với em. Không phải, anh em nói này. Tức là anh đang đi theo một cái hướng cảm xúc, anh hiểu chưa? Còn em với cả anh Sơn đang nói lý thì anh phải hướng vào cái lý. Cảm ơn anh. Nó là người ra ngoài đi chơi ấy là phải có anh có em, hiểu chưa? Chứ không phải nói theo cảm xúc. Giờ mà đi ra ngoài với Tuấn nhá, Tuấn đi một mình anh chửi làm cái gì? Em hỏi anh nhá, anh không cảm xúc thì sao anh chửi? Trong người có sân thì mình mới chửi chứ anh. Thế anh nói bình thường là anh có bình tĩnh để cho bây anh hít thở sâu, anh hít thở sâu một hơi đầy là anh sẽ nói bình thường lại ngay. Bây giờ như này, anh chửi Tuấn quá. Tuấn đi một chỗ nào đó, có một thằng nó chửi là, ôi thằng bảo Tuấn này nó nùa gà như này kia, thế em làm gì? Em bình thường, em bảo ok. Thế sao lại ok? Nó nói sai thì phải cho đàn em mình đánh cái mặt nó nhỉ? Bây giờ chưa? Em ở đâu bộ vay ạ? Đúng không? Nhưng mà Tuấn nhá, Tuấn phải đưa ra. Anh em nói là sai đúng không quan trọng, nhưng mà cái người ghét mình á thì anh có tốt đến mấy người ta vẫn ghét. Còn cái người mà đã yêu quý mình rồi, anh có xấu người ta vẫn yêu quý. Tại sao anh phải làm như vậy? Anh phải để các em của anh khổ vì một câu nói của nó, đúng không? Nghe này, không hợp lý. Nghe này, nó lại còn tức xong lại cầm thêm cốc ném vào đầu em nữa thì em làm này. Ném đầu em thì nó kiện thôi, cố ý giết người để máu rồi thì cũng hợp lý. Em nhận tiền thế, em không phải là người xã hội, em chỉ là người dân trí thức thôi. Em không được thôi đâu anh, thế cho em chửi ai bao giờ đâu. Như bọn anh ấy là đã chấp nhau ấy, mất chân luôn em ạ. Bọn anh đã không nhưng mà được thôi, gì mất sao chân. Mất chân xong thì để được gì, thế bây giờ hỏi nó là nó ném cái cốc mặt mình nó được cái gì mà nó ném trước thì nó anh, ném nó phải sẽ phải chịu cái kết cục của nó. Thế mình phải tự vệ chứ. Bây giờ mày chặt chân nó thì mày được gì? Nó làm cốc mình là sai đúng không? Chảy máu tí thôi, anh chặt chân nó một cái chân mà nó quan trọng đấy, thì mình lại gây nghiệp nhiều hơn anh. Anh lại đéo mày làm cơ mà thằng em anh nó thấy thế nó lại xiên thằng kia cơ mà thằng em khai là tôi thấy anh tôi bị đánh, tôi đánh nó chứ thằng anh tôi không sai cái gì cả. Tôi anh Khánh không nói gì tôi cả mà tôi chỉ là thấy nó đánh anh tôi đâm chết nó luôn. Anh đéo có tội gì cả em ạ? Anh có tội nhưng mà anh có thương em của anh không? Anh em nói này, thì anh có thương em của anh không? Khi mà em của anh bị như vậy, làm cho anh bị như vậy có thương không? Anh cảm thấy thế nào? Thương nhưng đã là người đi chơi ra tội để mất chất này em, để nó đánh mất chất à? Không, như anh vì cái mất chất mà anh để em của anh bị đi tù lạnh như thế á, anh có lo được không? Cấy đi em ạ, đi ra ngoài làm gì?
Không, nhưng mà đấy là đang vì câu chuyện của anh mà anh để vào thằng em như thế, mà anh bảo không có tội gì, thế không hợp lý. Em nói theo kiểu khác, em nhưng nói kiểu như mà nhưng đây là Khánh đang nói thôi, chứ còn thằng em nào thì mày lại chưa đọc tên. Thằng nào nó dám vì mày để chặt chân người khác, mày kể tên cho tao nói nào Khánh. Khánh hay nó chỉ cản thằng kia đưa đánh mày thôi. Mày chưa có đọc tên cái thằng em đấy, hiểu không? Làm Tuấn nhá. Anh chỉ nói lại câu chuyện của thằng Tùng Dương ấy. Thằng em anh nó làm trên cửa Gò Nó Cai, nó bảo nói nhá, em về tại nhà em chào Dương luôn. Anh chỉ gửi đúng cho cái tin nhắn cho thằng Tùng Dương nhá. Tùng Dương thì đá quần luôn. Mày hỏi đi. Mày hỏi đi. Em hỏi được đâu. Em tao sẵn sàng xuống đường với Tuấn ạ. Đơn giản mà, bây giờ ví dụ em bị làm sao thì cũng nhiều người xuống đường với em mà, nhưng quan trọng là nhưng mà anh nói Tuấn này, anh không để cho nó làm. Bây giờ tất nhiên đúng rồi, phải như thế. Anh hiểu chưa? Phải như vậy, không để cho những cái người anh em của mình vào cái khổ sở như vậy. Anh không để cho nó làm, bởi vì sao câu chuyện là Tùng Dương lúc nó cũng là hiểu lầm với anh thôi, nó cũng nói lại với anh rồi thì thôi. Tại phòng nó về nó thịt thằng Tùng Dương ngay. Cái ông nhầm. Thì anh mới đang cần hỏi mày là cái vấn đề nó như thế này này, mày có muốn là ra đường ấy, không bị gọi là chụp ảnh đấm vào gáy như thế và ném cái cốc vào đầu như thế không? Như mày cả, đang kể không? Anh đang bảo mày có muốn như thế không? Thế là ra đường mày không còn bị như thế nữa, hiểu không? Thế bây giờ như này, muốn ăn miếng to thì phải làm điều. Nhưng bây giờ mày ăn xong rồi đó, bây giờ ai chả biết đến mày rồi. Ai cũng biết rồi chứ anh. Thế thì thời gian gần đây anh có thấy em bậy bạ với anh không? Từ lâu thì anh mới bảo là live stream anh vừa xong rồi. Đúng rồi, trong live stream này mày vừa lại nhắc chú Dũng thì anh mới nói mà, hiểu không? Ngay cả chú Dũng luôn. Thì ý là bây giờ anh bảo là mày đang gọi là rất bình yên và thay đổi ok rồi đúng không? Ngày xưa mày chưa thay đổi thì mày ra đường có thể là chụp ảnh bị đấm vào gáy. Anh thì tự nhiên anh bảo là hôm nay anh gặp chú Dũng ở đám nhà Du Thiên. Thế thì em mới bảo là kể cả chú Dũng luôn, nhưng anh dòng dắt chú Dũng vào làm gì? Không, đấy câu chuyện đâu. Anh dắt gì chú đâu? Anh Khánh nói là không đúng. Cái câu chuyện mà anh nhắc tới chú đấy là do vì cái câu chuyện mà anh bị oán ở trên ba á. Đấy, cái người là cháu là em gì của chú Dũng đúng không? Anh nhắc mà. Mày nhắc mà, chứ anh nhắc gì đâu. Cái thằng kia nó chỉ là đi cắn trộm, mấy thằng nó đi theo đằng sau lưng anh đi một mình ra trước thì nó đi cắn trộm 4-5 thằng ở nhà nó quay. Chứ mà đội hình của anh nó đi cùng anh thì làm sao có dám cửa động em. Đâu có chuyện nó lại bị lệch rồi, anh chưa đang hỏi là anh có muốn bình an ra ngoài không? Đã hỏi anh bây giờ anh vẫn bình an em. Ý là mày muốn sau này ra ngoài mày bảo là đội hình đông rồi chất đi. Sau đó mình không phải như thế bây giờ mày muốn ra ngoài một mình mà không cần đội hình đấy nữa không? Kiểu thế. Mà vẫn chất. Thằng Giang Hồ nào mà bảo là ra ngoài không ăn đòn. Cầm kẻ tôi không bị ăn đòn. Kể cả này, nghe này, kể cả các ông chủ Hà Nội hiện tại bây giờ ấy, đều bị toát đầu với cả đã từng mất xuống rồi. Không phải, đấy là ý khác rồi, anh nói khác rồi. Bất cứ ông chủ nào Hà Nội Hải Phòng còn mất cả mạng kìa. Tóm lại là anh đang hiểu, anh không hiểu hay là cố tình không hiểu, anh nói luôn đi. Anh chỉ nói mày đang không hiểu, mày cố tình không hiểu. Anh cũng không bậy bạ nữa, từ lâu anh không bậy bạ đâu. Vừa xong rồi. Thì đấy, anh bảo là mày không bậy bạ, mày chuyển sang diễn hài như thế bởi vì mày bây giờ cũng nhiều người biết đến rồi, không cần phải tạo cái gì cái miếng lớn, cá lớn như ngày xưa nữa. Thế thì em vẫn ok này, em có làm gì nữa đâu. Thế nên là mày cũng không cần khẳng định là mày chửi tất cả các chú này chú kia mà không làm gì được mày nữa. Bởi vì cái đấy nó là quá khứ rồi, em hiểu không? Bây giờ mày đã thay đổi rồi thì mày nhắc làm gì nữa? Anh vừa nói câu là thằng Khánh không dám ngồi chỗ này chỗ kia, anh nói câu chán thật. Không phải anh hiểu nhầm ý rồi, không phải gì đâu. Không nói. Ý là không phải không dám mà là ra đâu, đi đâu nó còn không. Còn nha, vì sao mà Khánh Ca cái năm 2020-2021 chửi nhau cứ ngồi trong nhà. Nó đang Covid, nó giãn cách xã hội, chẳng có trong nhà đi ra được. Thôi. Anh nhắc đến ngày xưa mày không ra ngoài nữa. Anh đang nói hiện tại. Năm nó Covid không đi ra ngoài được, không ngồi trong nhà chửi nhau thì hút dịch à? Cái anh sai hoàn toàn với em không đơn giản. Anh không hiểu, không phải đâu, không phải sai đâu, anh chưa hiểu ý nhau mà. Chưa hiểu nhau thôi, không hiểu đâu. Nghe câu chuyện đơn giản mà. Tức là anh hiểu sai, tức là đang bảo là đang giúp anh ấy, chứ không phải là đang... Ý nào, bây giờ em bảo là anh được rồi thì anh giữ đi đúng không? Giữ nghiệp đi đúng không? Không phải được rồi mà là mình không cần phải như vậy nữa, ai cũng biết rồi. Ví dụ như anh bây giờ nhá, anh nói với Khánh này, anh đi đâu anh toàn đi mình thôi. Giỏi lắm thì bảo ông anh đi cùng thỉnh thoảng quay video. Đấy, ra ngoài ai cũng chụp ảnh, cũng xin chụp ảnh rồi gọi là cũng quý mến, gọi là anh em đến gọi là nhìn thấy nhau bảo ui sơn sói các thứ đấy, cười vui đấy. Mày cũng muốn được như thế không? Em chỉ có mỗi cái đội đấy là nó cắn trộm xong là nó bị đánh lại. Xong còn ấy, tất cả gần như là toàn chụp ảnh thôi, thằng nào nó biết mình mà nó biết quý mình. Biết rồi, nhưng mà bây giờ nhá, chẳng hạn như bây giờ đi. Bây giờ, ví dụ như đợt vừa rồi là quay MV anh Du Thiên chẳng hạn đi. Đáng nhẽ anh bảo là ui anh Du Thiên ơi, khả năng gọi Khánh đến đóng cảnh này, nhưng gọi chắc chắn mày không ở đi anh nghe này.
Anh Sơn nhá, anh Sơn luôn luôn tự hào là sói đúng không? Anh luôn anh không tự hào sói gì cả, ý là mày không chắc chắn mày không dám đi đến chỗ đấy rồi đúng nghe không? Nghe này. Anh Sơn luôn luôn tự hào là một con sói mà gì hộ và báo thì có thể diễn trong rạp xiếc, như sói thì không bao giờ, nhưng mà sói để đi đóng phim là đéo thua. Sói mà lại đi đóng phim mà các xem nhầm nhau đấy. Anh Khánh là sao quá, không phải như vậy. Sai cái gì em? Người làm chương ấy này, vì sao mà nhiều tên tuổi ở Hà Nội người ta đéo bao giờ lộ mặt bức ảnh chụp cái thằng trong chụp? Nó không liên quan, anh hiểu chưa? Nó không liên quan. Không. Rất nhiều người xã hội đéo có bức ảnh trên mạng luôn, nhưng mà nghe tiếng người ta vẫn khét. Không liên quan. Mà đang nói anh là chủ đề thôi. Em nhá. Thế là ý Khánh là mày muốn ra đường bây giờ là ai cũng phải em ấy, ai cũng phải nhìn thấy mày là phải gật đầu để là mày là người ta coi mày như một ông trùm lớn à hay sao? Tức là em không phải đi biểu diễn. Ý mày như thế đúng không? Tức là Khánh không phải đi biểu diễn ở thằng nào xem cả. Khánh thích thì Khánh nói thôi. Không phải. Mình phải đi biểu diễn là khác thì làm cái gì? Tại sao mình không phải là người mua vé xem mà phải đi biểu diễn ở thằng nào xem? Đó là chủ đề anh ạ, em hơi lú. Là cái gì em đang phân tích theo góc độ là an phận tự tưởng. Phải, này. Em không phân tích gì cả. Em đang anh Sơn hỏi thì anh nói một kiểu khác, em thấy nó hơi lệch chủ đề chứ. Tuấn này, anh nói là góc độ của em nhìn là góc độ an phận tự tưởng có vợ con và kiếm tiền. Phải, nhưng mà em đang anh nói lại câu chuyện này. Còn góc nhìn của anh ấy là góc nhìn người xã hội. Mày đánh tao một cái, tao phải đánh trả mày. Bố mày chấp bằng được. Thế sao mày lại có trong cái bộ phim Vật Trả Ơn gì đấy? Mày biểu diễn gì đấy? mày đại ca gì đấy hả? cái Vật Trả Ơn đấy là mày đang đóng à hay mày bị quay trộm? Mày trả lời tao đi, trả lời đi. Lúc đấy ấy, là bố Khánh nó đang ở Bắc Linh thì con chó tên Lambo ấy người ở Yên Phong. Thế nhưng mày có đóng không, mày có diễn không? Đây này, lúc ấy Khánh đang làm cái quán ở Bắc Linh. Khánh ơi, anh nói anh khởi đây, anh khởi đây này. Không, anh khởi, em đang học hỏi giang hồ của anh Khánh này. Anh chỉ nói này, khởi là người xã hội nó hiểu ý anh nói đấy. Khởi nó sẽ không đồng ý cái kiểu của Tuấn. Bởi vì Khởi ấy là một khi chấp nhau nó chấp bằng đến cùng luôn. Khởi nó khác Tuấn mà. Tuấn văn văn. Nó phải đúng, hiểu chưa? Nó phải đúng. Này, Tuấn này, anh hỏi mày này. Mày luôn tự hào mày là quan văn còn Khởi là quan võ của anh Khá đúng không? Thế bây giờ mày hỏi mày tự hào anh Khởi đúng không? Em đang kể chuyện thôi, không tự hào đâu. Tuấn này, mày ý này anh nói mày cứ nhận một vai nhà mày học thằng sáng nó xuống không? Thế bây giờ nhá, Khởi là người xã hội, nó là con võ. Anh xưng anh em đi, rồi anh cứ mày tao nhỉ? Anh này nói, thế anh nói em Tuấn nhá, Khởi người xã hội. Bây giờ ra đường mà thằng nào nó chửi Khởi hoặc nó ném cái cốc vào về phía Khởi, Khởi nó không chấm chém ba khúc nữa nè. Nhưng mà làm gì người ta chửi chứ, bây giờ anh em đi đâu ra mà người ta chửi đâu. Đã là sao đấy, muốn là muốn ra đường mà không ai chửi và không ai quăng cái cốc như thế, Khánh hiểu không? Em ra ngoài thì lắm. Thế thì này, nghe Tuấn nghe nói này, thế thì xã hội đéo cần công an mà đéo cần nhà tù em ạ. Nó phải tồn tại, nó mặt đỏ mặt đen anh chính là vẫn biết, nhưng mà mình tiết chế lại Khánh hiểu không? Em nghĩ là chuyện đấy nó sẽ xảy ra nhưng nó không xảy ra liên tục. Tuấn nghe lại, nó em không chuẩn rồi, nhưng mà như con chó là sẽ muốn cắn em để nó hạ em xuống. Nó ra một vòng xoáy vô Tuấn, phải giết nhau, phải nhắm nhau. Em nói chuyện ngu thì... Thế bây giờ hai thằng cũng bán đồ. Ăn ra cách đồ bán đồ. Bán đồ đi. Mày mẹ nó thích nhau. Bán đồ đéo gì, mình cứ nói chuyện bán đồ đi. Tuấn nhầm, Tuấn nhìn theo góc độ là an toàn tự thường và là cái kiểu là có vợ có con rồi. Bọn anh nhìn theo góc độ xã hội em nhá. Nó vỉa đến băng nhóm của mình như vậy. Làm gì có nhóm này? Em sai, em cứ nói cái kiểu đấy. Em mà đi theo Khánh anh này. Khánh, anh phải công nhận là nếu như ra đường mà bị đánh thì chắc chắn là đánh lại. Cái điều đấy không sai. Anh công nhận em nói đúng. Nhưng em, bọn anh đang muốn đề cập là em có muốn cái trường hợp đấy nó xảy ra ít không? Hiểu không? Đang muốn đề cập cái vấn đề đấy. Chứ còn nó đã xảy ra rồi thì làm sao mà ấy được. Nó đang tiết chế cái chuyện đấy nó xảy ra, Khánh hiểu không? Con người thì không ai muốn thị phi cả, nhưng mà cũng chỉ vì là gì? Nghe này, bần cùng thì xin đạo tặc. Cũng chỉ vì tiền mà phải làm xã hội, cũng chỉ vì tiền mà phải làm cái này cái kia, làm cái bậy bạ mà xã hội đấy đi tù. Vì con, vì vợ, vì bố mẹ, gia đình. Hầu như tỷ phú thì việc đéo phải làm thế, chỉ đi làm từ thiện thôi. Hiểu chưa? Thế là Tuấn em nhầm, góc độ em nhìn được khác. Hiểu chưa? Thế nhưng mà bây giờ mày đã đủ tất cả chưa? Không, tôi đây chưa đủ tất cả, nhưng mà Khánh đang ốm mà Tuấn xin Tuấn 2 triệu Tuấn đéo cho, nhưng mà Tuấn bảo Tuấn còn khổ hơn Khánh vẫn cho Tuấn 5 triệu mà, đấy nó khác nhau rồi đấy. Chết rồi, cầm đến tiền. Mày chuyển luôn đi Tuấn này. Đúng không? Chuyển luôn đi. Em có làm cái việc mà em phải làm rồi anh, nhưng mà em không nói. Này, mỗi góc nhìn của mọi người, mỗi cái năng kính và nhân sinh quan của mọi người khác nhau, không phải giống ai cả. Nhưng mà góc nhìn của Tuấn là ăn phận tự tưởng, có vợ có con rồi, là không muốn là đi tù để vợ người khác trông là nhất, đúng không? Còn riêng như anh, bọn anh cầu bắt anh đâu vợ con gì đâu. Anh đi tù, sống lại trên này, em phải chọn đối thủ, chứ không chọn linh tinh ạ. Nó phải ý nghĩa.
Tức là hổ là không đúng với chó nhỉ? không chọn thủ linh tinh, nó phải ý nghĩa, phải nó phải một tí chứ. Bây giờ mình đi linh tinh thế nó buồn cười, nó chửi em mình. Em bao giờ ra đối thủ em? Một là không có anh. Nhưng mà cái mình hiểu Tuấn đang sống theo kiểu là đi để quan hệ kết bạn chơi với nhau, chứ không phải là cạnh tranh để nhanh đánh nhau giang hồ đâu. Mà Sơn chứng kiến này, hôm nay Sơn chứng kiến nhá, mà tất cả anh em đang xem chứng kiến này, Tuấn có thể là thì anh có thể đánh mải chơi trong vòng 4 năm vừa rồi, anh đã từng có tiền tỷ nhưng anh mải chơi anh đánh bóng hết, nhưng mà để mà anh bây giờ anh không chơi nữa, chỉ cần 2 năm sau rồi anh giàu gấp 3 lần Tuấn. Ngày hôm nay mà không ăn thua nhau cái đấy, tiền thì ai kiếm được người tiêu thôi. Anh em chơi thôi mà, em biết anh đốt bao tiền tỷ vào bóng không? Anh có bắt đầu nào anh xong đấy để mà tổng vào nhiều lắm. Ăn thua nhau gì cái đấy anh? Nếu mà để kể thì nhiều ai cũng có chuyện hay. Bây giờ nói chuyện này cứ dưới nói chuyện nếu mày. Đừng có anh hai, anh tham nữa nó xa lắm anh ạ. Nói thế thì anh nó không quan trọng. Với cả mình hơn thua nhau thì anh em đâu. Cái thước đo của người đang bản đính này em đánh giá là như nào? Anh là gì á? Thước đo của một người đang bản đính em đánh giá sao? Đó bản lĩnh là kiềm chế cảm xúc. Thế thôi à? Thôi. Thế nó xông vào nhà mình nó đánh mẹ đánh bố đánh mẹ. Theo anh nghĩ như này. Thế bây giờ nó xông vào nhà mình nó đánh bố đánh mẹ mình, nó đánh vợ đánh con mình vẫn ngồi là a gì cả. Người đàn ông bản lĩnh ấy là lo được cho gia đình và bảo vệ vợ con của mình và kiếm tiền, anh nghĩ vậy thôi chứ không đấy, cần phải là nhịn là giỏi hay cái gì cả. Cái đấy còn là đúng. Ừ. Chứ con này bảo nó biết kiềm chế thì này ai kiềm chế thì để nó đèo mặt mình, nó đạp vào mặt mình em. Anh phải hiểu là mình làm gì để người ta làm như thế, nó mới quan trọng. Chứ ai làm đi ra ngoài kiếm ăn thì nó phải là cạnh tranh thì nó sẽ có quân tử và tiểu nhân, nó sẽ có cạnh tranh sản phẩm hoặc cạnh tranh bẩn. Thế nó cạnh tranh bẩn thì em đối phó nào? Em cũng lại bảo là em giải nghiệp cho nó, em cúng nó giải nghiệp cho nó. Nếu căng quá thì mình nhờ cơ quan pháp luật. Căng quá. Nhưng mà bây giờ nhá, nó lại như này, nó cứ phục ở cửa nhà mình, nó đợi mình, nhưng mà nó lại chưa đâm mình. Thế báo công an thì công an bảo nó đã làm gì mày đâu mà mày cứ gọi tao. Nó chỉ đứng bình thường ở ngoài đường thôi. Kéo nó cho nó bị đánh. Đến khi chờ được vả thì báo xưng, đến khi nó xiên cho mình công an mới đến. Mày dốt lắm lúc đấy mày ra cắt lượng này. Mày quăng con chó ở đấy mày đổi hô lên là chốt chó để làng ra đánh nhau. Nếu đéo cái cách mà cho mày dốt đấy em. Nó đéo làm gì em, nó cứ đi theo dõi mà nó lại đéo vào sân nhà em, nó cứ đứng ở ngoài đường quốc lộ, nó nhìn em, nó ngắm em, nó theo dõi em. Thì công an nó bảo nó đã làm gì mày đâu, nó đến khu vực này nó đã làm gì đâu mà mày báo ra gì. Như đến khi mà nó chặt chân em. Mà khu đô thị làm sao làm thế được anh, khu đô thị nó đứng trong cửa. Cái gì? À, khu đô thị nó đứng trong cửa anh. Tóm lại là không tránh được, nếu mà nó thích thịt nhau thì không tránh được. Nhưng mà ra ngoài xã hội nó phải có anh, có em, hiểu chưa? Đi đâu có anh em. Thế người dân trên Việt Nam này đều phải như mày à? Ta đều phải lo gọi là người ta thịt mình à? Mình nói như vậy. Người làm xã hội chứ còn không phải là cái góc độ của cái người đi cấy thì cần buồn trong cái xe đạp trên bờ nó bế trộn không được không? Đi cấy cũng phải có mang con đi trông cái xe đạp trên bờ, mẹ thằng sắn ba số nó bế mất luôn. Nhưng mà không, hôm nay anh em mình nói chuyện với Khánh anh mới hiểu được là thằng này nó xem phim rất nhiều, xong nó sống theo đúng phim luôn. Thật Khánh ạ, thật em nói chuyện như phim ấy. Nói thật luôn. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi nhiều người. Tất cả bạn có bèo phải hết. Bất cứ cái nền tảng nào. Đấy, phim em đang nói theo phim. Anh nhá, kể cả trong chính trị nước ngoài nhá, không nói Việt Nam nhá, chính trị nước ngoài đều có bèo phải hết. Bèo phải nhá, tù hoặc là chết. Đúng rồi. Yếu chính trị mà yếu ông dụng. Các ông cứ ngồi theo cái góc nhìn là không lao động của mình. Mày đéo có giá trị gì, lao động mày làm gì? mày là ông tướng thì mới quan tâm mày. Đấy thì anh mới bảo mày có cuộc sống theo kiểu mày muốn làm ra đường là ai phải chào mày là ui đại ca Khánh á, ui anh Khánh sờ cai đấy kiểu thế đúng không? Cái thằng thôn đại ca nó thì nó xấu dai xúc phạm người nhìn nhưng lại có cái giá trị là nhiều view thì nó mới quan tâm, nhưng còn giá trị gì thì ai bế nó đi đóng phim làm gì? Nên các ông góc nhìn của ông nó khác. Nhưng mà anh Vi đang hỏi là cái đường lối của mày là mày muốn ra đường ai cũng chào mày là ca Khánh. Chứ có làm gì đâu, đang hỏi mà anh. Ừ. Em hỏi, vẫn người không? Ta vẫn tôn trọng em ra đường đầy thằng nó chụp ảnh mà. Này, độ nổi tiếng của Khánh vẫn hơn Tuấn. Biết rồi, nhưng ý là mày muốn sống là ai cũng gọi mày là đại ca đúng không? Mày không muốn làm người bình thường anh. Phạm Tuấn có thể nhớ anh, nhưng mà để nói những người xã hội thật, xã hội xịn nhá. Người ta gặp anh người ta vẫn thích anh hơn là thích Tuấn. Anh khẳng định. Bây giờ tôi hỏi ông này, các ông này, nếu các ông là xã hội xịn, các ông gặp tôi và gặp thằng Tuấn này, các ông thích ai hơn? Câu bình luận đi. Đầy xấu.
Vừa thì hơn thua tiền, bây giờ là hơn thua độ thích hơn. Nhiều nhiều người rất thích anh hơn đấy. Anh nói được làm được các bạn. Mà thậm chí anh đéo cần nào bảo nó tự dục nó cút mẹ. Bởi vì hiện tại nó mới câu chuyện như này. Trong binh pháp tôn tử ấy nhá, đánh nhau để mà thắng nhưng mà sức đầu vẻ chán ấy, đấy vẫn là thua, bởi vì là chiến tranh chạy ra thì là quỷ sứ mở rộng địa ngục đúng không? Nga mà có đánh thắng Ukraine thì Nga vẫn tổn thất. Ukraine nó mày đấm nó đạp vào một cái thì nó cũng đấm mày một cái. Bây giờ anh nói Khánh này, câu chuyện anh em mình đang nói chuyện đúng không? Vui vẻ. Bây giờ anh hỏi mày đúng câu thôi. Đây là ảnh mày đúng không? Rồi. Đúng không? Rồi. Thầy đi tu rồi. Theo thầy Thích Minh Tuệ rồi. Bao giờ mày đi? Đây, mọi người nhận giao ạ. Ủng hộ Pháp Kim Cang đang nội đi vào đám. Đúng rồi. Đấy, đây mày đây. Anh bỏ thì bao giờ mày đi theo thầy? Anh xin hỏi anh đi, vì là anh đấy là đang có một một người tên tuổi dưới Hải Phòng đấy, không phải đơn giản đâu anh ạ. Cứ dơ lên rồi lại mất tay. Bao giờ mày đi theo thầy? Anh ạ, em khuyên là đừng rơi ảnh lên, tay rơi xuống đất không kịp ướp đá đâu. Mình dơ với mục đích gì Khánh hiểu không? Ví dụ không. Mình chửi anh ấy hay mình làm gì đến anh ấy thì biết rơi tay chứ. Như này, anh dơ anh gọi dơ cái ông sư cái đi được, vì ông nào người công chúng rồi, với ông người công chúng. Nhưng anh dơ cái vị mà áo đen mà khoác vai em ấy là khác đấy. Là như này thôi, là tay anh rụng xuống đất không kịp ướp đá rồi. À thì nghĩa là anh dơ ảnh lên là anh bị rụng tay thôi. Thì để anh xin lỗi. Xin lỗi ở anh. Sao vậy, xị đại phòng đấy anh ạ? Ừ. Không chuyện đùa. Anh vòng ra cho mọi người. Chào anh em. Ông Tuấn chắc biết thầy đấy. Không nhận tên. Bao giờ mày đi theo thầy? Phạm Tuấn chắc không phải thầy đấy. Nên là các ông nhiều khi các ông cứ nhìn theo kiểu là các ông ngồi live stream bê cây rồi là các ông, hoặc là các ông cứ đi dạy học nó khác. Còn đây người ta ra không kiểu bọn tao chẳng đi ra ngoài xã hội đấy còn gì nữa. Bọn tao đi suốt chứ mày không thấy à? Bọn tao có vẻ ngồi một chỗ ở nhà này đâu mày bị làm sao này. Nhà ra ngoài xã hội anh giao lưu. Còn ông bảo công việc chính thì chả giao lưu. Công việc chính của anh là ngồi nhà. Còn đây là ra ngoài xã hội của em tranh cướp với anh ở ngoài xã hội nhà nó khác. À thế là em đi mảng khác đúng không? Em bọn em tranh cướp với anh ngoài xã hội. Vì sao anh Sơn? Nhiều nhưng không phải tranh đấy. Anh Sơn bảo là gì? Thằng Khánh nó bê cây nhưng mà nó toàn rút ra nó tặng anh Sơn đúng không? Khánh không kiếm tiền ở cái đây. Khánh vẫn rút ra, Khánh được bao nhiêu Khánh rút ra cái này anh Sơn hết. Rồi. Vì Khánh có nguồn thu. Khánh kiếm tiền nguồn thu ở ngoài. Khánh kiếm tiền nguồn thu khác chứ. Bọn tôi tranh. Thế mày kiếm tiền nguồn thu nào? Bọn tôi tranh cướp với anh ngoài xã hội. Anh hỏi thế. Hiện tại mày vẫn đang làm luôn à? Làm thế nào thì anh nói lại công an nó biết à? Tao chỉ thấy rằng là trưa mày cũng like, đêm mày cũng like, anh like giờ nào, mày like giờ đấy. Thậm chí mày còn like nhiều hơn anh. Mà mày bảo mày ra ngoài mày làm xã hội bây giờ. Mày bán đá. Mày làm gì? Tối rồi trưa thì em chỉ có like một tiếng để cho có tương tác rồi, còn ngoài ra công việc vẫn công việc riêng anh nhỉ. Thế bây giờ em like. Anh em đâu bảo mày like cả ngày đây này. Vâng. Em like được bao nhiêu em vẫn rút ra em đưa cho anh thì em có phải cái nguồn thu của em là cái TikTok này không? Những con sư tử của anh Gia Long tặng đã thấy gì đâu? Con sư tử nào mới là em đang để sắc tặng anh thì anh để tắt đi, em đi tặng con chip này, con rabbit này, tặng con tặng hết, tặng mấy đứa con gái, tặng con để hết rồi à? Con đi giờ hết rồi à? Không phải hết mà là bây giờ như này, cái nick của Khánh bây giờ là nick Mỹ, không rút được tiền vì là nó bắt chứng minh thuế, tức là bây giờ tức là mới đầu nó cho đổi xu nhưng bây giờ không cho đổi nữa, nó bắt chứng minh thuế. Mà mọi người bảo mày tặng cho mấy em nó có vài trăm xu rồi. Vài trăm nhưng mỗi em giải một tí anh, mỗi trăm mỗi em mấy nghìn xu. Thế là không rút được mày mới đi tặng nhưng không. Em ơi, em bị lỗi, mắc lỗi là gì? Nick em bây giờ nó chứng minh, nó bắt phải chứng minh là thuế của em Mỹ. Thì em nếu biết tiếng Anh thì em biết thuế thì phải làm cái kê khai với mọi người Mỹ đâu. Mình có phải người quốc tịch Mỹ đâu, mình làm thuế của nó. Đây mọi người đang bảo mày tặng mỗi em 500. 500 nào? Tặng cho con chip này, con rabbit này, con nói chung nhiều lắm thôi, không nói cũng kẻ nhéo rồi. Em xuống nay em còn hỏi anh là anh xuống nay rồi, em vừa mới đổi ra xong để em vào tặng anh, thì anh là xuống mẹ đúng không? Hôm đấy anh bảo anh xuống nay luôn mà. Không thì là hôm nay là hai con sư tử em đổi ra em tặng hết đấy. Hai con sư tử của Bút Long tặng em đổi ra em tặng hết mà. Chỉ có anh được tặng thôi, nhưng thằng Hoàng Phong này thì không bao giờ có cửa đấy nữa. Thế Tuấn có được rằng không? Tuấn thì tặng 5 triệu đấy. 5 triệu được 2 Tuấn cho 5 triệu. Nhưng mà mày ăn trộm đâu được cái nick Mỹ này đấy. Có nếu nhà... bây giờ nick này là nick Mỹ thật thì mày đăng video kiếm được tiền. Video kiếm được tiền, nhưng kiếm tiền của TikTok này một video nó chỉ được 1-2 đô thôi. Không bao giờ bằng cái... Điên nè, người ta làm không, đấy.
mấy cả em không biết bật cái chế độ kiếm tiền của này, nó toàn tiếng Anh rồi, nick của em nào nó rồi, nó qua rồi anh Sơn ạ, nó tích cực beta nó qua rồi anh ạ, năm ngoái thì bị nhiều anh ạ. Tôi có biết không, một không, video Khánh nó không biết bật tôi chứ nó nói một hai đô phép, một hai đô không, view mày ở bầm thế mà một hai đô không nhiều như ngày trước nữa anh Sơn ạ, em làm cái gì đâu em kiếm hết rồi, không được nhiều, không bằng cái Tubi kia vì là phim toàn phim ngắn, không nhiều anh ạ, năm ngoái nhiều lắm, anh chưa làm năm ngoái nhiều lắm. Tóm lại là một video của anh ấy mà tầm được 500.000 view ấy, nó chỉ được tầm 3 đô thì 3 đô thì làm cái gì? Quan trọng là view là lúc nào xem cơ, người làm thì xem để đô rất là anh được 3 đô rồi hả? Anh thì 100% Việt Nam xem. Nó ngoài nhiều hơn, nó ngoài nhiều hơn. Bây giờ người ta chuyển sang làm content rồi chứ không làm gì hết. Mấy cả cái cài quảng cáo của cái thằng TikTok này nó khác, nó không giống như cái thằng kia. Nó được ít hơn này, đổi nhiều hơn gấp mà chung là. Nhưng Khánh hôm nay nói chuyện thật lòng phết nhờ, không thấy quen lắm. Một lần tôi thấy mày nói cười cười mày kiểu ngoài lời thôi, ngoài lời cảm xúc một tí. Em mày nói chuyện cảm xúc đấy. Em là nghiêm túc, là nghiêm túc mà à. Là khi mà vào việc nó là vào việc, mà khi là đùa nó khác nhau. Chắc là hôm nay mày chơi đồ đúng không? Chơi gì? Sao anh em bảo mày chơi đồ? Chị... Lúc mày bật cái điểm nhảy lên mày chả quý xuống mày hít đồ à? Làm mà chơi đúng. Thế nào thấy hôm nay âm thế? Nói chuyện như sắn mà mặt căng lắm. Căn định nuốt sắn luôn thì sao? Chào Hoàng Trung nhá, chào em. Nói tầm như anh là anh và thằng sắn còn chưa có cửa đấu với Khánh thì nói gì thằng sắn. Chẳng qua là cho đây đây để cho nó biểu diễn nhảy qua vòng nửa tí cho vui. Mày tưởng cứ tưởng là mà bị đánh như này. Thế mà nó cũng nói nhiều câu khiến em uất đấy nhỉ? Uất không? Uất nhưng mà em vẫn dẫn bàn nên tất nhiên là đã là đâm nhau thì thằng nào thì nó chả chém được nhau một cái, làm gì mà một phát đơn nào mình em đưa máy em ơi. Giáp Naka thì kiểu gì mình cũng phải bị thương chứ làm sao mà hoàn toàn mình chiến thắng 100% được anh. Chiến thắng 100% ấy, nếu mà để chiến thắng 100% chỉ để khác nhau bắn nhau cùng wifi thì chắc 100%. Chứ mà thằng nào bắn nhau cùng wifi mà thắng được qua Khánh cả. Nào nhắn mình nha Lam Vũ nhá, ý không mình cái việc mà Khánh bị ốm bị bệnh ấy mà anh em nó nộp tiền ấy, tình thương là ít mà là sợ là nhiều hơn anh Sơn ạ. Phân tích chuẩn đấy, tình thương thì ít nhưng mà sợ. Tuấn nó không nộp là nó đéo sợ mày đúng không? Mày lại phải nộp lại cho nó thì mày sợ nó à? Bây giờ mày giải thích đi, tại sao mày bắn tiền cho Tuấn, vì mày sợ nó à? Thứ nhất là thằng Tuấn nó là anh em trong nhà cùng gọi anh khá bằng anh thì chơi với nhau. Thứ hai là em bệnh em xin tiền nó không cho, nó lại còn bảo là em đang khổ em còn đang vỡ lợ thì mình là thương nó mình cho, chứ còn em sợ thì nó mà em cho. Anh nói được rồi, anh bảo là anh cho trước thì em anh là cho mượn thì em mới bỏ cho thôi. Anh nói trước mà em kêu khổ mà. Thế em kêu khổ mà nhưng anh bảo anh cho trước mà anh quên à? Em bảo em khổ đây mới cho chứ, em khổ đây mới cho chứ. Đúng rồi, em kêu em khổ đây mới cho chứ. Thế thì anh thương em, em không phải là người nói trước chứ mà em gây một chuyện gì cả. Nhưng mà anh là người thương em, anh mới cho chứ, mà này em dọa anh thì anh mới nộp tiền đâu. Nhưng mà lấy thời thái độ em vẫn bình thường mà, có liên quan gì đâu. Ví dụ như Hoàng Phong, Hoàng Phong nó không cho là vì sao? Ví dụ như là thằng Tuấn nó dọa em phải đưa tiền cho nó thì mới là sợ. Còn đây nó bảo nó khổ mà mình đưa cho nó thì là mình thương nó. Thế Hoàng Phong bây giờ nó không chuyển tiền cho mày là nó không sợ mày? Anh Phong không chuyển tiền, nó bây giờ nó dám gặp em đâu. Ừ. Không, hút, không dám lên mạng nữa đúng không? Cái việc lên mạng không biết cho mày. Hiểu chưa? Nhưng mà cái thằng Phong ấy mà nó gáy em ấy, tức là cái câu chuyện em với thằng Phong ấy nó chung á rồi. Em chơi chưa? Cái việc em và thằng Phong vẫn là đùa nhau, nó chỉ là đùa nhau câu chuyện thôi. Chứ còn đẻ mà thằng Phong bây giờ nó hẹn hò, nó bảo là muốn va nhau thì các em thịt nó ngay. À, anh bảo nó không đỡ nó đi, về sai lầm. Nó lại về, nó bị thịt chết. Không phải, tức là em không đẻ thằng Phong vào đầu, chứ mà cho thằng Phong vào đầu em đã. Không, thì để anh bảo nó, ấy, bảo Khánh nó trêu thôi, không nói nghĩ thật ấy, là nó lại khùng lên, nó chửi mày để cho đàn em thịt nó chứ. Nó có dám đáo mình đâu mà mình thịt nó, nó mà bây giờ nó hẹn hò thì mình chấp nó chứ. Nó có dám náo gì đâu. Câu chuyện trên mạng thì chỉ là chiêu nhau cho nó, anh em xem cho vui, chứ còn nó mà bây giờ nó cứ làm video nó bảo là Khánh ơi bố mày đang ở đây mày đến đây đi chăng được luôn. Nó chỉ là câu chuyện nó thôi rồi thôi, câu chuyện thì con về luôn ạ. Mình thử ăn cơm bây giờ, thử ăn còn cái tiếng Hoàng Phong. Cái tướng thằng Hoàng Phong là cái tướng thằng nó kiểu thiếu sinh, nó chỉ có ấy thôi, kiếm tiền thôi, chứ còn cái loại đấy mà dám chất đàn đã là như thế nào mà Khánh. Cái gì anh? Vụ Đà Nẵng là như thế nào? Vụ Đà Nẵng là như thế này. Vào đánh bạc, bị bịp, rút bùi trả tiền nhá. Nhanh cho vuông. Một mình vào hộ hang hộ, bọn nó mười mấy thằng, một mình vào đấy. Anh vào thế anh có nhảy không?
mười mấy thằng của nó, mình một mình. Thế sao được đàn em đâu? Đàn em tại rồi thì lấy đâu phải đàn em. Ý là sau này về rồi ấy chứ. Sau này về thì bọn nó có ý ấy thì đâu. Anh không, làm sao vì chân mình như thế mình phải quay lại thịt luôn như. Làm gì với nó đâu. Tức là trong câu chuyện đi ra giáo hội chơi, hiểu chưa? Nó không gì nữa. Không, tại anh không hiểu thế giới giang hồ ấy nên anh... Nhập lại ngay. Nó có thách đố mình đâu. Chỉ anh sơ sói thông minh. Anh không, nó có thách đố mình đâu. Nó còn mang quần áo ra Hà Nội để giả cho em rồi. Nhưng mà thôi, anh em Đà Nẵng là tình người. Đừng đừng chọc. Đà Nẵng là người ta lịch sự, là cái tỉnh mà lịch sự gần như là nhất Việt Nam rồi. Đà Nẵng là ok ấy. Mặt bằng chung là đáng là ok, đừng nhắc những chuyện Đà Nẵng. Nên là mới bảo sáng mày chửi, chiều mày khen, rồi tối mày chỉ lỗi. Một mình trong đi vào đất khách, đá xe một, bên nó mười mấy thằng. Ông có chịu không? Ông có chịu nhiệt không? Còn này, thằng nào nhá, bây giờ nhá, thằng nào chỉ cần chuyện giao tiền 5 triệu, thằng tiếng bịp tôi gọi anh tiếng bịp ra chửi, xuống tận cộng nhà nó, thích ra vai nhóm luôn. Cái gì? Mày nhắc lại hả? Này, ai tài trợ khách 5 triệu xuống taxi xuống tận nhà thằng Tim bây giờ luôn này. Xuống tận cổng nhà thằng Tim luôn này, anh em xuống tận cổng nhà luôn này. Thì bây giờ anh Tiến Linh đang ở bên nước ngoài bên thì anh... Nó ở nhà ấy, bên nào? Nó đang Hải Phòng á. Nghe dây của Khánh ở dưới Hải Phòng sợ như một con... Xong rồi là lớn rồi. Cái người mà vừa anh dưa anh lên ấy, không phải cái thằng tay to mà ấy đâu, cái người mà áo đen ấy, nhá. Tiến Bịp gọi bằng cụ tổ nhá. Nhưng là tao sau lúc đến... uống rượu ấy mày gọi anh mà bây giờ mày lại gọi mày là... Lần sau anh bỏ bức ảnh đi đừng có giơ ảnh lên, không là dở ấy. Em luật không đơn giản đâu. Gặp khách như khai yếu luôn. Nhưng mà sao lúc mày nhậu các anh mày lại gọi anh mà bây giờ mày lại gọi thằng đấy là sao? Nhậu với anh nào? Là thầy rồi. Nhậu với anh nào? Ý là cái ảnh thầy bây giờ đi theo thầy Thích Minh Tuệ. À đâu đang nói thằng Tiến, đang nói thằng chuyện thằng Tiến đi nói gì các ông ý. Không, thì em bảo là cái gì dơ ảnh lên không phải là cái thằng đấy đâu mà là đó, cái ảnh khác. Đang nói câu chuyện thằng Tiến chắc là lấn sang. Ừ. Vì là sao? Vụ, vụ thật sao mày có biết gì không? Vì là sao đang gọi là thầy Tiến thì mình gọi là thằng thật mạnh. Xem video thật mạnh xin lỗi Khánh chưa? Đã xem video thật mạnh xin lỗi Khánh chưa? Thế là em cũng cho đàn em đến tận nhà luôn à? Không có cho đàn em mà mình chiến thắng trên đàm phán luôn. Tức là mình chỉ cần phát wifi là nó đã sợ mẹ rồi. Em mới nói câu chuyện này. Em mới nói câu chuyện là như này chưa này. Tôn Tử có nói một câu này. Để mà hai nước đánh nhau ấy, giao chiến ấy, một nước thắng, thắng thì cũng tổn thương, tổn thất binh lính, cũng chưa phải là hoàn toàn thắng 100%. Vẫn chết, con em ra trận vẫn chết, vẫn thua lương thực, vẫn tiêu hao. Nhưng mà để mà thắng trên bàn đàm phán nó đã thua mẹ luôn ấy, thì đéo mất cái gì cả đấy mà thắng 100% đấy. Thế em nghĩ ra về vụ anh Tiến Bịp và Thật Mạnh phang nhau? Phang nhau thì thằng Tiến Bịp nếu mà để mà va nhau với thằng Thật Mạnh riêng ấy. Anh Sơn chơi với Thật Mạnh đúng không? Anh Sơn trước đó với Thật Mạnh không? Ừ, anh chơi với cả hai anh luôn. Nghe này, nếu mà để Tiến Bịp gặp Thần Mạnh ấy, thì Tiến Bịp nhưng mà Tiến Bịp lại nhờ người này kia, nhờ chuyên gia nhờ người này kia. Tiến Bịp. Thế em lại đứng về phe của anh Thần Mạnh hơn à? Tiến Bịp thì có cái bản lĩnh đéo ở cái xã hội này, Bịp bận. Khi mà đội kia người ta vào thì thằng Thần Mạnh nó mới chơi, nó không chịu được nhiệt, nó mới thua. Còn Tiến Bịp. Đâu em? Mà này, không phải câu chuyện này, nghe này, hôm nay giải oan là thằng Thần Mạnh này. Đói quá, ăn uống đi. Bia ông anh ạ. Hôm nay Khánh giải oan được Thần Mạnh nhá. Nghe này. Thằng Hùng Bảo Hồ mang khẩu súng Zulu. Thôi em. Nghe này. Anh Sơn tắt tiếng thằng Tuấn này cho nghe câu chuyện nó rõ này. Thằng Hùng Bảo Hồ nó là em của Tiến Bịp chơi với nhau, mang súng Zulu đến cửa nhà thằng Thần Mạnh. Đàn em Thần Mạnh nó cứ bảo là chèn ống xe nhưng không phải đâu nhá. Đàn em Thần Mạnh nó không chèn ống xe. Hùng Bảo Hồ nhá bị bọn em Thần Mạnh nhá nó bám vào xe nhá, nó thò tay vào cửa, nó kính nó đấm vào mặt như bông bốp, vẫn còn video đấy. Nhưng mà chẳng qua là đăng lên TikTok này bị nó khóa video nhá. Ai đã từng được xem cái video như bây giờ kênh video nó bạo lực. Hùng Bảo Hồ bỏ súng ra còn thằng bắn đường cao tốc bị bọn đàn em của Thần Mạnh nó thò tay vào kính cửa, xong là vừa chạy xe bọn đàn em nó cứ bám vào cái kính cửa xe xong như chó. Ai đã từng xem cái video đấy, Thần Mạnh nó dám chơi đấy. Ai xem video đấy bấm ok cái. Chẳng qua video ấy đăng lên TikTok, thứ nhất là gì, nó vi phạm cộng đồng, nó bị khóa đi. Thứ hai nữa là gì, vạch áo cho cái xăm lưng, đánh nhau rồi mà lại đăng lên công an người ta bắt, hiểu chưa? Chứ còn Hùng Bảo Hồ bị em Thần Mạnh nó đánh như chó. Còn cái loại thằng Tiến Bịp ấy có bao giờ nó dám ra trận đâu, nó rùa rụt đầu. Anh hiểu chưa? Các ông không nghiên cứu chuyên sâu về mạng xã hội, các ông toàn chỉ bê cây mấy cả sư tử mấy cả ấy. Thì bọn anh có biết chuyện giang hồ xử lý thanh toán không? Thì hôm nay nghe em kể thì mới biết thôi. Thằng Hùng bị công an gọi nên là giải thích về cái khẩu súng mà trong cái live stream đấy có quay đến, thì thằng Hùng lại bảo là súng nước với cả súng nhựa, súng giả nhá. Còn né như thế
Mày đừng động vào hồ hồ luôn đấy, bảo ra hồ mang xuống ra có thằng mày không chửi nhau, đấy là đang hỏi câu chuyện thôi. Thế thì các ông hiểu câu chuyện là em là thằng Mạnh nó đánh thằng Hồ lên tận nhà đánh rồi. Ông đéo đéo quan sát hết, ông cứ vẫn tin trong cái bảo thằng thằng Mạnh này kia. Vì vậy hôm trước sau mày lên video mày cảm ơn thầy Tiến Bịp ghê thế mà hôm nay mày lại chửi rồi. Cảm ơn thầy Vân nó cho nên có view. À. Anh hiểu chưa? Em thế là không này. Thật lòng à? Không thật, đánh dám xin lỗi thì mày. Bảy cứ mày này thì cộng đồng mạng xem người ta lại tưởng mày tôn trọng, mày cảm ơn thầy Tiến Bịp cái gì? 25 triệu xong này hộp năm cái gì đấy. Ôi bụi chuối để xin lỗi Tiến Bịp và đánh vào dám vào mồm Tiến Bịp thì là thật lòng hay không? À. Khánh Sơ Kai, anh hiểu chưa? Việc binh cơ thì không ngại yếu trá mà thật nhảo giữa nấu với tây truyền vào con nát Tiến Bịp có cửa đéo gì mà Khánh phải xin lỗi nó. Ăn cơm thì tắt cái bếp em ai cứ húp sùm sùm như là hợi. Cùng bầu kìa ngoài tàu muốn đây, đây này có cái lít cùng bầu ngoài đây. Thôi anh hai nhá, để em ăn cơm anh ạ. Đâu anh hai nhá, đầu dài thật để em cùng ăn đi anh Sơn hai nhá, anh nhá. Ô, ok Tuấn nhá, cảm ơn người nhá. Đâu mà thằng Hùng Bầu lên đây, gặp nhau luôn. Bố mày đang suy thận, sợ thằng nào đến bố mày xả cả băng luôn. Em có súng không? Cái đấy hoài làm gì anh? Thế mà đòi xả cả băng. Thì mới xả được cả băng nhưng... Nhưng mà anh cho, em cho anh xem trên này thì công an điều tra làm sao? À... Thằng xã hội nào ra ngoài mà... Cấm đúng không? À. Xã hội nào ra ngoài chẳng phải có đồ chơi anh. À... Thế là bình thường là ngày em livestream. À tối em live stream không? Ngày thỉnh thoảng rảnh thì em live, còn đâu là đi thu hồi nợ xấu với lại đi bảo kê à? Khánh bây giờ là nghĩa là em cuối đời rồi, em không sợ cái gì Hùng Bầu Hồ gì đấy đến em xả cả băng, nhưng mà em lại sợ cơ quan chức năng biết là mình có súng à? Anh nói đời chán. Anh tưởng không sợ gì chứ. Anh nói câu chán nhỉ? Va chạm đi tù là xứng đáng vì danh dự, vì anh với em. Súng mà sở hữu súng mà chưa làm được gì mà đã bị công an bắt thì là ngu. Câu chuyện nó khác nhau hoàn toàn nữa. Vì anh vì em xuống đường, vì danh dự, vì miếng cơm manh áo, vì gia đình bần cùng giết đạo tặc, vì gia đình kiếm cơm kiếm tiền xứng đáng, chấp nhận, đấy là chấp nhận. Súng đi để công an bắt mà chưa làm được gì thì đây là ngu. Hiểu chưa? Kiểu cái tội danh của em là không được phô trương. Thằng Hồ Văn Khoa luôn là ngu, dám bắn được tiền đéo đâu. Nếu mà bắn vào Dương Tuyển mà Dương Tuyển nó bị thương hoặc bị chết thì đấy mới là bản lĩnh, đấy mới tao gọi mày ông bố. Còn bắn vào cái xe xong lại vẫn vậy là đền tiền bù để nó đi Sơn Gò Hàn lại, xong là tù thì vẫn lại đi. Tuyển ở ngoài vẫn béo trắng. Thế là ngu ở Khoa, đã làm không làm thì thôi, làm lại làm cho tới, hiểu chưa? Ngồi mẹ ở nhà trốn trong nhà, còn đã làm xuống đường lại làm tới. Anh không biết đâu, việc thằng Tùng Dương nhá, hôm nó hẹn nói em về từ Sơn nhá. Cả ba lô kiếm mới súng ra đường ấy. Nhưng mà Khánh ơi, anh nói này, thực ra thì anh với anh Khoa cũng chơi với nhau. Thời gian anh mới đi chạy về thì anh em cũng chơi thân, nói chung là chơi thân. Nhưng mà cái việc mà để gọi là nói như thế thì cũng giống như em ấy. Em bảo là cầm súng thì em không dám nói trên mạng xã hội sợ công an bắt. Thì tất nhiên là anh Khoa anh vào trong đấy anh phải khai khác để tội danh nó nhẹ đi chứ em. Không gì mà bảo Tuyển bắn vào xe để tội danh nó giảm nhẹ đi chứ em. Không, cái việc là Tuyển đang còn ngồi trong bảo là em bảo họ không bản lĩnh, họ ngu, họ không bản lĩnh thì họ không làm như thế của em. Cái tình tiết là Tuyển vẫn ngồi trong rạp nhà Thái Can Vin, Khoa đi nạn vận qua cái xe, xong là biết trong xe không có người, xong bắn vào xe, nó khác nhau hoàn toàn chứ không phải là Tuyển ngồi trong xe bắn vào. Nhưng xe em phải hiểu này, nếu khai ra công an mà lúc đấy có người ở gần cái xe đấy là tội ông Khoa còn nặng hơn. Nhưng tất nhiên là ông phải bảo ở đấy không có người rồi. Thì lên bây báo giờ, nó cũng viết là ở đấy không có người để làm sao tội nó không bị nặng chứ. Nghe này, cái tình tiết là gì? Mang súng xuống để xử Dương Minh Tuyền. Nhưng mà biết Dương Minh Tuyền đéo có trong xe vẫn cố tình bắn vào xe để chấp nhận đi tù, để lấy gọi là đánh tiếng. Biết Dương Minh Tuyền đéo có ngồi trong xe, nhìn trong kính xe không có người thôi. Mà vẫn còn bắn vào xe đấy là ngu. Còn nghĩ là phải tìm tận người, tìm tận nơi mà bắn. Đúng không? Phải tìm bằng chết, phải lục tung cái hội nhà Thái Can Bin. Hôm nay là hội nhà Thái Can Bin nó về nhà mới thì. Nói chung là anh theo anh thì anh thấy là có bản lĩnh. Nhưng mà như này này, Khoa là thế là nó làm nửa vời, tức là theo dân xã hội chuẩn thì là thế là nếu mà theo dân xã hội chuẩn xịn mà nhìn vào nhá, Khoa là thằng ngu. Phòng nó nhìn nó cười mặt cho, đá xuống đường hay vác xuống đường chỉ có và què thôi, đi tập tính thôi, như trường con bảo ấy, chỉ sợ những người âm thầm đến, làm cái rồi đi thôi, đi tập tính luôn. Có người trong dạp xe thì để ngoài đường, bắn vào xe xong đi
về xong trốn trốn mấy ngày xong vẫn bị con bắt đi tù, đấy là ngu. Nhưng mà trong cái ngu thì lại là cái khôn. Bây giờ bắn giờ này còn trung thân tự hành, đúng không? Nó chia ra hai trường phái. Nhưng mà em gặp anh Khoa ở ngoài để anh Khoa nói câu chuyện. Khoa bao giờ? À, nó chia ra chỉ nghe trên mạng thôi nhỉ? Nó chia ra trường phái là gì? Bắn vào xe để đánh tiếng ra vẻ là tao có tí nữa giang hồ gọi là gấu lửa mùa, gấu lửa con này, gọi gấu 1/4 đây. Chưa phải bản lĩnh, nếu dân giao hội xịn không phải bản lĩnh. Còn đâu nó tính thế nào, nó tính nó không khôn. Bởi vì sao? Nó bắn không bắn chết Khoa làm gì có về nhà được nữa. Khoa về mùng 1 vào ngày rằm cơ, hoặc là Khoa trung thu tới rằm cơ. À, thế là em cũng chỉ xem trên mạng này thôi xong em đánh giá đúng không? Cứ thích hai góc độ. Hiểu chưa? Còn ấy, bây giờ ấy, còn nói nhanh nhẹ thảo động của Khánh ấy, thì em Khánh là từ Campuchia vào làm cơ. À. Thì Khánh em nhanh. Em bây giờ tất bên Cam rồi. Không. Thế bình thường một ngày mà em ra ngoài em thu tiền bảo kê để em tận đi mình à? Em phải gì mà em phải đi thu tiền bảo kê, anh cứ nói em là người cầm trương, em phải đi thu tiền bảo kê, anh nói em không phải là cái loại nính nát đâu đi thu tiền bảo kê, anh nói câu chán. À thế là em là đại ca luôn. Đàn em chỉ việc đi lấy về cho em thôi, là cái thằng ở cùng. Người cầm trương nói như thế này, nghe anh này này, người có tài thật sự ấy, người giả tiền, chỉ nói đi cúng bái giải nghiệp thôi, hiểu chưa? Nghe tại anh không biết là giang hồ hoạt động như nào, nhưng hôm nay nghe Khánh kể, đúng không? Trong phim mà, có thật luôn nhờ. Người mà chất thật chính sự là thì... Thế vì sao, anh nhìn nhá. Vì sao mà Phùng Kính Yêu trong phim Bến Thượng Hải, nó có bao giờ nó ra đường bắn nhau? Đúng rồi, đúng rồi. Nút ngay ngồi trong bóng tối trong nhà điều khiển, nhưng mà nhiều thằng nằm xuống mộ xe mồ hết bà đẹp vì nó, đúng không? Hứa Văn Cường rồi Đinh Đực rồi các băng này băng kia bắn nhau loạn xạ, nhưng mà Phú Nhiêu chỉ ngồi trong nhà xem cái phim đấy sợ luôn nhở, cũng băng phải đấy luôn. Là nhân vật nguy hiểm, người có tài ấy. Thế là em là nhân vật nào trong cái phim này? Người có tài ấy, không tự tay làm. Nhưng mà ý là em là nhân vật nào trong cái phim Hứa Văn Cường này? Nói như thế mà còn không hiểu nữa, còn hỏi. Ý là em là Phùng Kính Yêu à? Chỉ cho đàn em mẹ Phang, Hứa Văn Cường với Đinh Lực. Tất nhiên bây giờ ấy nhá, anh hiểu này này à. Cái việc gì mà chấp nhau ấy, mà nó quá giới hạn ấy, ví dụ như nó biết sợ rồi thì mình có thể mình thôi. Con người ta biết xin biết sợ rồi mình thôi, anh hiểu chưa? Chứ còn biết chưa biết sợ mà vẫn còn thách đấu ấy thì phải tiêu diệt, hiểu chưa? Thế là bây giờ không còn, đồng ý em với em là em xuống đường luôn, đúng không? Còn em chỉ nói anh Sơn này, kể cả là sai là em đi làm, là em chịu tội, mình ở nhà mình nó nhận tội cho mình hết, mình không sao cả, nhưng tất cả vẫn là nghiệp hết, tất cả vẫn là nghiệp. Mình là chủ mưu, mình không bị chịu tội trước tòa án pháp luật, nhưng mình chịu tội trước tòa án lương tâm mình, vì miếng cơm manh áo, vì nó phá bát cơm của mình thì bắt buộc mình phải thi thôi, biết thế. Nó lại còn vẫn muốn thi đấu, nó vẫn còn thách đấu, nó muốn thi đấu. Sao mọi người bên này cứ gọi mày Đinh Ngợi? Bởi vì như này này, cuộc sống bên Việt Nam mình bây giờ rất là bình rồi, nó không còn thời như là thời ông Nam Cam hay là bà Dung Hà hay là chú Hải Bánh nữa. Thời Việt Nam mình là bây giờ thời là quân triều đình, nó là mái đỉnh, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một năm. Nhưng mà bây giờ cứ sang Campuchia đi, sang đất Campuchia đi mà. Các ông mang sống pháp luật vệ Việt Nam là đất nước an toàn mà. Nhưng bây giờ thử hỏi các ông sang đất Campuchia đi, nó chỉ cách nhau biên giới thôi. Ở đất Campuchia ấy, con hổ nó đúng là con hổ đấy, nó thả hổ về rừng đấy. Hổ ở Việt Nam ấy là bị nuôi ở sở thú, gấu hút mật, hổ là phân đô bán nền, là nhốt cho các cháu tham quan. Nhưng mà hổ mà nó sang Campuchia là thảo về rừng rồi. Bà Tuấn ấy là kêu là gì? Là ra đường nó chửi mình, mẹ nó lém cốc vào mình vẫn để ý mẹ, mấy mình kiện công an ấy. Mày sang Campuchia đi, mày biết. Mày nó dí điện mày luôn, mày đánh như thằng nào cũng kia mà không có băng cơ quấy đâu. Thằng nào bước sang đất Campuchia mà không có băng quấy, anh em đi cùng nhá. Sang đấy bao giờ chưa? Sang rồi, sang bên Tho Mo mấy lần này. Đất Campuchia mà nói như thằng giọng Phạm Tuấn này, xã đất Campuchia là xã hội là gì? Cá lớn nuốt cá bé. Nhà đèn có 80 triệu, 60 triệu, thoát, không đi tù, không tội gì cả. Đèn tiền ra luôn. Ông biết nó nham hiểm thế nào, nó quá nguy hiểm. Thế vụ mà để đẳng cấp nhất em nói như cái thằng Phạm Tuấn là gì? Đi ra sang Campuchia vẫn cái kiểu là... Kiểu bây giờ anh không hiểu công an giang hồ kiểu hoạt động như nào ấy. Đợi thì mách công an là cái... như thằng Phạm Tuấn nó bảo là gì? Đợi thằng Phạm Tuấn nó bảo là giang hồ... Thôi, không nói vấn đề nữa. Đúng không? Rồi, ý anh đang thắc mắc là kiểu giới giang hồ ấy, như bọn em ấy, là vụ mà để em làm căng nhất, mà để máu mặt nhất, nó là vụ như nào, em kể lại được không? Vụ căng nhất là vụ Tùng Dương ấy, xuống đường em chắc được xuống đường đấy. À, nhưng mà nó vẫn chưa xảy ra đúng không? Thế ra Tùng Dương nó không ra thì gặp thì xảy ra cái gì? À, đấy là vụ căng nhất từ trước giờ luôn à? Nếu mà hôm nay mà Tùng Dương mà ra gặp nhá, thằng chết, thằng đi tù, thằng tử hình luôn đấy.
Tại vì hôm đấy em cũng khóc là em cũng định chia tay luôn. Anh biết cái đéo gì bây giờ khóc là cái việc là không phải khóc phải sợ Tùng Dương mà nhắc đến người anh ấy mất rồi. À. Thì mình thấy thương anh ấy mình khóc vì câu chuyện nên lại cãi nhau liên quan đến cái việc đấy. Chứ không phải là sợ Tùng Dương khóc đâu. Nghĩa là hôm đấy là em xác định xuống đường để hy sinh luôn đúng không? Em mười mấy mạng đợi Tùng Dương ra đến đâu, nhưng mà thôi, Tùng Dương bây giờ này em chơi nhau không phải nói xấu nhau. Ừ không, mình đang kể chuyện thôi, em hiểu không? Chứ còn nói về căng nhất xảy ra nó như thế nào, chứ còn không phải là bây giờ va chạm nữa, em hiểu không? Anh nghe nói này, nói về phân về veo Tùng Dương ở dưới cánh ba vẫn. Nhưng mà tao cứ thấy sai sai cảnh nhất. Cái hoạt động dưới giang hồ mà vụ căng nhất lại là vụ của anh Tùng Dương nhưng nó lại chưa xảy ra. Mày đã phang nhau trận nào đéo đâu mà giang hồ trên địa bàn. Mày gây thật đấy, mày nói chuyện hả? Tức là hai thằng hẹn điểm gặp nhau ở siêu thị Từ Sơn. Nhưng mà nó đéo ra, mình ra mình đợi nó. Anh nói câu chuyện. Thế thì tao nghĩ là đây là cái câu chuyện nó là lý do phang nhau ở trên mạng, wifi. Xong thì hẹn nhau ngoài đời, đối với mày nó là căng nhất đúng không? Anh này, em thấy ngõ đèn này, em với thằng Tú Dương là siết. Nhưng mà nó xảy ra ở trên mạng này đúng không? Xong thì mình ra ngoài để phang nhau. Bây giờ hai thằng cùng hẹn điểm là va nhau ở siêu thị Từ Sơn. Chứ có phải tranh địa bàn ở ngoài đời đâu. Anh hiểu chưa? Tức là tức nhau câu nói, nhưng nó tức mình nó bảo là nó sang Bắc Ninh nó gặp mình luôn. À. Thế anh hiểu nó như này, hẹn điểm ở siêu thị Từ Sơn nhưng mà nó đéo ra gặp thì mình gặp nó kiểu gì? thế là giang hồ Khánh Sơn Cai vụ căng nhất là vụ chưa xảy ra. Anh phải hiểu này. Thế có cái vụ nào mà để xảy ra rồi mà để gọi là mày đánh người ta như một con chó hay là các thứ không? Nghe này, mình ép phe mình át vía cho bọn nó ấy. Bạt mạng nó mới là thắng tuyệt đối. Ra rồi thì thằng chết thằng đi tù, các em mình đi tù thì làm cái gì? À, thế là thế giới giang hồ là hoạt động là phải chen bằng lời nói đúng không? Cái uy của mình, cái bóng của mình nó lớn quá, để gặp của đéo dám gặp. À. Nghĩa là mình sẽ thể hiện bằng lời nói và khuôn mặt các thứ để cho đối phương sợ để họ không dám đến gặp mình là mình thắng. Không. Mình ra mình đợi rồi nhưng nó không đến là quyền của nó, đấy là việc của nó. À. Mình ra mình đợi rồi nó không đến là việc của nó. Cũng như thằng Hoàng Phong này, Khánh Nhân Cai, cả họ thằng Hoàng Phong dám chấp dám đổ điểm với tao. Tao chấp cả họ thằng Hoàng Phong ấy. Dám đổ điểm với tao không? Tao đến gặp mày luôn, tao đéo mày ra. Tức là nó đéo đến để va nhau thì mình làm gì có cơ hội va nó. Hay là nó cứ trốn hay là gì thì thằng Hoàng Phong như thế. Thằng Hoàng Phong dám không? Thế là cái vụ xảy ra căng nhất của giang hồ dưới giang hồ. Em nói anh Khánh Sơn Cai là ngày đấy nhớ chửi nhau trên mạng và bản thân mình phải xuống đường đấy. Chứ còn từ trước giờ xảy ra là em không bao giờ ra khỏi nhà đúng không? Nên em cảm thấy cái vụ đấy là căng nhất đúng không? Chả thế vậy anh giải thích căng đúng. Còn nhá, kể cả như bây giờ ông Dũng Trọng mà có lỗi với em chấp luôn thì nha. Chấp hết. Còn biết là mình kiếm tiền trên mạng nó sẽ có những mâu thuẫn ngoài đời, nhiều cái cần giải quyết thì mình giải quyết, cái nào không cần thì bỏ qua, hiểu chưa? Chứ cái có con người ấy, em nói anh Sơn này một câu này, một tháng sau hỏi mày bây giờ mày lại sai rồi vì mày chưa thật lòng tâm sự với nhau, mày đéo kiểu thật lòng ấy. Anh nghe này, em nói một câu nữa này, một người tao chỉ gây án 1-2 lần để lấy số thôi. Bây giờ mày đéo thật lòng nói chuyện như thế chán. Anh nghe, anh trật tự để em nghe nói. Ừ. Người xã hội xịn ấy, nếu mà xã hội xịn mà đúng chất của ông trùm nhá, đúng chất đầu óc của ông trùm nhá, người ta chỉ gây án 1-2 lần, cùng lắm là 3 lần để gây thanh thế, xong người ta quay về làm kinh tế. Chứ có thằng trùm nào mà ngày nào cũng đi đập, ngày nào cũng đâm chân trong cúi, còn đâu mới về. Nhưng mày lúc nãy mày nói là chưa thật. Bây giờ anh hỏi là vụ nào xảy ra căng nhất? Khánh nói đúng không? Khánh nói câu đấy đúng không anh em? Làm gì có thằng trùm nào ngứa mắt thằng này là thằng kia là sai đâm chém. Hạn chế tuyệt đối. Phút nó va chạm nó phải điều đình, nó phải đàm phán thương lượng, nó phải gọi điện các kiểu để nó được dàn hòa đã. Còn không chấp nhận được nhau nữa mà tẩy nhau, phải tẩy nhau thì mới phải tẩy. Thằng chùm nào câu chuyện cũng... các đại ca đại cốc là có rồi, bởi vì mày nghe trên mạng là mày kể cho anh em là có rồi đúng không? Không một thằng nào ấy, tức là lúc còn trẻ thì phải dựng số, phải va chạm để có số. Rồi cái đấy thì mọi người lên mạng mọi người tìm cũng biết mà. Nhưng mà ý anh đang hỏi ở đây ấy là anh hỏi mày là vụ xảy ra căng nhất từ trước giờ, mày là giang hồ kiểu mày va chạm các thứ, là vụ nào mày y kể vụ anh gặp anh Tùng Dương là mày sai. Không, bởi vì vụ đấy chưa xảy ra. Nhưng mà những cái vụ Đà Nẵng lên chân mày bây giờ có sẹo rồi sao mày không kể cái vụ đấy căng nhất, đụng chạm gọi là giang hồ dưới giang hồ. Anh không hiểu, anh không hiểu. Anh không hiểu trong cái cuộc chơi của em người đi chơi nó khác. Này. Và cho nên chơi luật thì sao? Báo công an thì sao? À. Và trong đấy này, trong đấy nó còn lưu lại rất nhiều này, anh nghe này, anh nghe này. Trong đấy nó còn lưu lại rất nhiều cái mình thôi mà không nói nữa, không để công an điều tra. À, rồi. Thế nhưng mà vụ đấy đâm mày bảo là không phải căng nhất. Anh nói chuyện rất là dở. Thì anh không biết trong giới giang hồ hoạt động như nào, anh mới hỏi mày đi. Bây giờ mà em anh mà ra... biết anh hỏi mày em đéo gì.
bây giờ em kể ra hết thì lại phải kéo cho cái sống lưng thì công an thế là mày chỉ nói xéo đi một tí chứ thực ra vụ căng nhất là vụ Đà Nẵng đúng không? Đúng, vụ đấy đéo phải căng. À vụ đấy có gì đâu căng. Vụ đấy nó phải va chạm đâu, anh hiểu chưa? Còn đấy em chỉ nói chơi một câu cuối để cho em đi ngủ này. Nghe này. Nhưng mà đợi hết giây đã ngủ. Anh nghe 38 bông. À, Khánh ít tuổi thôi, ví dụ như các chú các bác bộ đội già Hà Nội Hải Phòng thì là Khánh phải tôn trọng vì là người ta thể đi trước. Cái thế hệ bằng tuổi Khánh mới đọc, bởi vì em rất là hay lên mạng đọc những cái tiểu sử giang hồ rồi các thứ. Đấy, còn nhá. Nhiều. Cái thế hệ bằng tuổi Khánh, chàng tuổi Khánh hơn 12 tuổi, kém 12 tuổi không thằng Khánh cả kẻ miền Bắc này. Nhá, còn nói tra những cái nội dung đấy ở đâu? Là lên anh cái hồ. Thích đấu trí thì thích đấu trí, thích mềm dẻo có mềm dẻo mà thích va chạm có đàn em. Ví dụ như phim Hứa Văn Cường mày kể là anh biết xem ở đâu rồi. Nhưng ý là những cái tiểu sử của người này người kia là các đại ca giải quyết nhau để mình tìm được. Vì sao thằng Khánh nó vẫn còn ngồi vững ở đây? Thằng Khánh không có vẹo gì đâu đấy. Này, thằng Khánh không có vẹo gì hết. Thì đội nhà Dũng chặt đưa đi nha khoa chỉnh hình đâu rồi? À. Nếu mà không có vẹo gì ấy, nó đưa đi nha khoa chỉnh hình đâu rồi? Đi đi cấy răng rồi. Anh hiểu chưa? Nhưng mà thời gian đấy là em ở bên Cam à? Bên Cam cái gì? Vừa rồi em vẫn ở Hà Nội đấy. Vừa rồi em vẫn ở Hà Nội đấy. À không, vừa rồi không nói những cái thời điểm mà em chửi ấy chứ. Thời điểm chửi em trong thời điểm 2 năm dịch Covid thì đi đâu được. Ừ, nhưng mà ý là lúc đấy em đang ở đâu ấy? Sao lúc đấy em không cho đàn em gọi là cho một cuộc hẹn xong rồi. Đây, để em nói. Cái thời điểm cái nhau ông Dũng Trọng, cái như cái chưa có đàn em, chưa ra ngoài xã hội chơi, chỉ là chửi nhau kiếm tiền thôi. Lúc đi là chưa chơi với ai, chưa thân với xã hội. Đây này, lúc đấy chưa có đàn em đúng không? Đấy nghe này. Đoạn đi này đang xăm nhá, xong ngày hôm sau nó thông báo là giãn cách xã hội, còn ngừng xăm đéo được xăm nữa vì là nhà nào ở nhà đấy. Ngày chửi Dũng Dũng Trọng ấy là chưa có đàn em mà chưa ra ngoài xã hội đi chơi được, lúc còn trẻ tuổi. Còn bây giờ nhá, Khánh như cái mạnh như dòng hổ luôn, bất cứ đối thủ nào luôn. Ngày đấy là Khánh thua, ngày đấy Khánh thua Tiến Bịp, thua ông Dũng Trọng, thua rất nhiều người vì là Khánh chưa ra ngoài xã hội chơi. Nhưng mà bây giờ ấy, có anh có em rồi nó khác. Anh hiểu chưa? Kinh phết đấy nào. Thì là cái lúc đấy là em đang tuổi gọi là va chạm, chưa có đàn em đúng không? Thế bây giờ em chỉ hỏi anh là vì sao mà em chửi thằng Tiến Điệp như một con này? Và em vẫn còn vì em có một đội luôn à? Kinh đấy. Thế vì sao đúng không? Vì sao nó không dám bật lại? Được. Vì nó phải tìm hiểu mà mình phải thực lực như nào thì mới không dám bật lại chứ. Nếu mà em mà lại câu cái thì nó, thằng Tiến nhá, thằng Tiến Điệp nó có cái tính như này này. Nó mà đè được ai như dạng như đè được thần mạnh. Tiến Điệp không phải chào xin lỗi Khánh trên này. Đâu em mở video nào xem đàn em nào. Tiến Bịp chả xin lỗi trên ai như một con chết mẹ. Từ từ anh về nay lại nha, không nó bị quắp tương tác không cần mẹ xuống lại rồi. Anh về nay lại đi, anh nay lại đi, phải chơi về nay lại đi mọi người. À, vụ lớn nhất trong cuộc đời làm giang hồ là vụ nào? Là vụ hẹn đánh nhau nhưng chưa đánh. Tại vì từ trước giờ tất cả những cái vụ xảy ra với Khánh ấy là Khánh nó chỉ ngồi ở nhà thôi, anh chị hiểu chưa? Xong nó đấu ở mõm, nó chưa phải đi ra đường để đi gặp người ấy. Nên theo cảm nhận của nó là nếu như bản thân nó phải xuống đường như thế thì nó là vụ lớn nhất đối với cuộc đời nó. Tại vì từ trước giờ nó chửi các chú các cô hay là chửi ai đấy các anh là nó không phải xuống đường để đi gặp người ấy, anh em hiểu không? Nhưng vụ kia là nó phải xuống đường nên nó cảm nhận là nó mạnh nhất, nhưng mà trước khi xuống đường là mẹ. Nó có tính như này này, nó đè được ai thì nó đè bằng chết, nhưng mà ai đéo dây được. Còn hôm nọ nên xin lỗi Khánh 2 lần đấy. Không phải tắt đi, không nó bóc tương tác mai không ấy được. Nhà Khánh thì Tiến Bịp làm sao dây được. Anh em nhà Khánh toàn ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, ở trên Hà Nội. Nào Tiến Bịp vào đây chấp nhau đi nào. Cho các em xuống tận nhà mày luôn. Về Hải Phòng từ bên Cam về, Khánh bảo là bây giờ bọn Khánh xuống chơi, anh em Khánh xuống chơi. Tiến Bịp bảo là thôi, anh đã xin mày rồi, mày để cho anh yên. Đéo đang tiếp Khánh ở dưới Hải Phòng luôn. Khánh bảo là Khánh xuống Hải Phòng chơi, đéo đang tiếp xuống nhà Tiến Bịp chơi.